Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Chuyện Hay Audio. Hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều tập nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 271, siêu cấp thần Gen đây chính là mũi thương thần huyết bảo cụ của trùng giáp kỵ sĩ, tuyệt đối không kém hơn vũ khí thú hồn thần huyết. Một phát này thậm chí ngay cả da lông của một con thú con vừa sinh ra cũng không đâm thủng. Đây cũng quá giả đi. Cho dù Hoàng Kim sư tử mạnh thế nào đi nữa, nhưng con này cũng chỉ là một sinh vật thần huyết vừa mới sinh ra, vậy mà đâm không rách nổi ra, thế này không khỏi cũng quá mạnh đi. Hàn Sâm đâm một phát này không thể tổn thương tới con hoàng kim sư tử nhỏ, lại chọc giận con hoàng kim sư tử nhỏ này, bị đau, con hoàng kim sư tử vậy mà mở mắt, mặc dù vẫn có chút nhỏ, khó có thể mở hết ra, nhưng mà mơ hồ có thể thấy được bên trong mắt vàng đã lộ ra vẻ hung ác. Lung la lung lay đứng lên, con hoàng kim sư tử nhỏ giống lên một tiếng, vậy mà lao đến Hàn Sâm, mặc dù chạy vô cùng bất ổn, gập ghềnh, nhưng mà khí thế kia lại vô cùng hung ác, thật nhìn có chút dọa người. Hàn Sâm nổi lên hung ác, thương xoắn ốc trong tay đâm tới con mắt mới mở của con hoàng kim sư tử nhỏ. Lần này Hàn Sâm sử dụng lực xoắn ốc, đầu thương mang theo lực xoay tròn mãnh liệt, làm giống như mũi khoan, hung hăng đâm vào mắt của con hoàng kim sư tử nhỏ, giống. Con hoàng kim sư tử nhỏ phát ra một tiếng giống thống khổ, đau té lăn trên mặt đất lăn qua lăn lại. Thế nhưng mà Hàn Sâm lại càng thêm kinh hãi, một phát này hắn đã dùng hết toàn lực, hơn nữa còn đâm vào bộ vị yếu ớt là mắt, vậy mà không thể thấy máu con mắt của con hoàng kim sư tử nhỏ đều không hề bị đâm thùng con mẹ nó da nó dày như vậy trường thương trong tay hàn sâm điên cuồng múa lên đánh nhau với con hoàng kim sư tử nhỏ vừa sinh ra này nhưng mà cây thương thần huyết bảo cụ trong tay hắn lại giống như biến thành món đồ chơi mặc dù có thể làm cho con hoàng kim sư tử nhỏ bị đau nhưng lại khó có thể chính thức làm nó bị thương chuyện này khiến cho hàn sâm hoài nghi cây thương trong tay mình căn bản là một món đồ giả lại thay đổi sang kiếm của thánh chiến thiên sứ cùng ngân huyết tam nhận xoa Kết quả đều giống nhau, mặc kệ hàn sâm công kích bộ vị nào, đều chỉ có thể làm cho con hoàng kim sư tử nhỏ chịu chút đau khổ, không thể thương tổn ra. Lông của nó mảy may chút nào, trái lại con hoàng kim sư tử nhỏ càng chiến càng hăng, dần dần có thể đứng vững thân thể, khí lực cũng chậm chậm lớn lên, động tác cũng càng ngày càng nhanh nhẹn. Mặc dù vẫn chưa tới tình trạng có thể uy hiếp hàn sâm, nhưng mà tiếp tục như vậy, sớm muộn gì hàn sâm cũng sẽ bị nó đánh chết, dù sao con hoàng kim sư tử nhỏ này đã ở thế bất bại rồi hoàng kim sư tử nhỏ mệt mỏi liền trực tiếp gục ở tại chỗ nghỉ ngơi đói bụng liền trực tiếp liếm dòng máu vàng của con hoàng kim sư tử lớn chảy ra bộ dáng càng ngày càng hung ác hàn sâm thầm kêu không ổn hắn đã nghĩ hết biện pháp nhưng mà căn bản là không giết được con hoàng kim sư tử nhỏ này trong lòng hung ác thừa dịp con hoàng kim sư tử nhỏ này vẫn còn nhỏ còn không có sức mạnh chính thức có thể uy hiếp tới hắn hàn sâm ôm lấy viên tinh thể màu vàng này vỗ cánh bay lên trời trực tiếp chạy mất hắn không phải là không muốn giết con hoàng kim sư tử nhỏ này, nhưng mà thật sự không giết được, biện pháp có thể nghĩ hắn đều đã suy nghĩ, nhưng mà không gây thương tổn cho nó được, tiếp tục nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Hàn sâm ôm tinh thể màu vàng bay lên không trung, con hoàng kim sư tử nhỏ kia ở dưới mặt đất vừa giống vừa nhảy tới hắn, nhưng đáng tiếc nó mới vừa sinh ra, không mạnh bằng con hoàng kim sư tử lớn, nhảy lên cũng chỉ cao tới hơn 2 mét, mặc dù đã rất đáng sợ, nhưng mà lại không có biện pháp gì bắt hàn sâm. Thật biến thái. Hàn Sâm liếc mắt nhìn con hoàng kim sư tử nhỏ kia, không dừng lại nữa, bay thẳng tới ngọn núi màu vàng khổng lồ kia, ở trên hòn đảo tìm một nơi hạ xuống. Dị sinh vật trên biển cũng rất nhiều, Hàn Sâm cũng không thể ôm tinh thể màu vàng bay đi, vạn nhất gặp phải dị sinh vật lợi hại nào đó thì sẽ phiền toái. Trên đảo này cũng chỉ có con hoàng kim sư tử cùng hoàng kim sư tử nhỏ, tạm thời an toàn, con hoàng kim sư tử nhỏ kia còn chưa có năng lực xuống núi. Hàn Sâm có ý định ăn tinh thể màu vàng trước, sau đó lại rời khỏi hòn đảo, cũng không chậm trễ nữa hàn sâm ôm tinh thể màu vàng thè lưỡi ra liếm từng bụng chất lỏng màu vàng óng chảy vào trong thân thể hàn sâm cho đến lúc bụng hắn thật sự sắp no căng lại đột nhiên nghe được trong đầu vang lên một âm thanh ăn gen sinh mệnh tinh hoa của sinh vật thần huyết siêu cấp huyết kim mau hống gen siêu cấp cộng một hàn sâm lập tức mở to hai mắt ra nhìn như là bị xét đánh cơ hồ cho rằng là lỗ tai của mình có vấn đề chờ hàn sâm kịp phản ứng lại vui vàng nhìn tới trạng thái của mình hàn sâm chưa tiến hóa cấp độ, không thọ nguyên, 200, thần thể tiến hóa yêu cầu, gen, có được gen, gen bình thường 100 điểm, gen nguyên thủy 100 điểm, gen biến dị 84 điểm, thần gen 61 điểm, siêu cấp thần gen 1 điểm. Hàn Sâm trừng mắt nhìn rất lâu, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, cười gập cả người, nước mắt đều sắp chảy ra. Siêu cấp thần gen siêu cấp thần gen ha ha thì ra phía trên thần gen còn có siêu cấp thần gen thì ra thần gen cũng không phải là tới hạn. Hàn Sâm thật sự không có cách nào hình dung tâm tình hưng phấn của mình vào giờ phút này. Nhân loại tiến vào thế giới tí hộ sở đã một hai trăm năm, một mực không ngừng phát triển, lúc đầu nhân loại ở trong thế giới tí hộ sở vô cùng chật vật, lúc mới bắt đầu có rất ít người có thể săn giết sinh vật thần huyết, thậm chí giết một sinh vật biến dị đều vô cùng khó khăn. Thế nhưng mà theo siêu hài cơ nhân thuật của loài người khai phát, càng ngày càng nhiều nhân loại lấy được gen tăng cường, dần dần có thể săn giết dị sinh vật cao cấp, nhân loại đạt được gen cao cấp cũng ngày càng nhiều. Mười năm gần đây, trong không gian thứ nhất của thần chi tí hộ sở, số lượng người có thể dùng thần ghen viên mãn tấn thăng bắt đầu trở nên nhiều hơn. Thế nhưng mà cho tới bây giờ, cũng không có ai đưa ra khái niệm siêu cấp thần ghen này, chỉ sợ là bởi vì cho tới bây giờ cũng không có ai chân chính san giết qua sinh vật thần huyết siêu cấp. Cho dù có người từng thấy sinh vật thần huyết siêu cấp, chỉ sợ cũng không có năng lực san giết, kim mau hống mạnh mẽ hàn sâm đã tận mắt nhìn thấy, chưa cần nói tới con kim mau hống thành niên kia, chỉ là con kim mau hống nhỏ, sức chiến đấu đã kinh khủng tới mức dọa người. Năng lực của Hàn Sâm trong số nhân loại ở không gian thứ nhất thần chi tí hộ sở đã coi như là đỉnh cấp, nhưng mà hắn thậm chí không thể khiến Kim Mao Hống vừa sinh ra kia bị thương, đây vẫn chỉ là sinh vật thần huyết siêu cấp vừa mới sinh ra. Có thể tưởng tượng được, cho đến bây giờ nhân loại vẫn còn không biết được sự tồn tại của sinh vật thần huyết siêu cấp cùng siêu cấp thần gen, đó là bởi vì nhân loại căn bản không có cơ hội biết. E rằng cho dù là cả nhân loại ở cương giáp tý hộ sở vây công con Kim Mao Hống lớn kia, kết cục cuối cùng nhất định là nhân loại toàn diệt. Giống như lúc trước nhân loại không có ai có thần gen Max, chỉ có một vài người có gen biến dị Max, nếu như đối mặt với huyết tinh đồ lục giả, kết quả cũng sẽ là bị đổ sát toàn bộ, căn bản không phải đối thủ. Coi như là đã có được thần gen, lúc ấy cũng phải dựa vào mũi tên thú hồn thần huyết dùng một lần duy nhất của thần thiên tử kia mới giết được huyết tinh đồ lục giả. Bây giờ nhân loại chưa tiếp xúc với siêu cấp thần gen, cũng không có thú hồn thần huyết siêu cấp, muốn săn giết sinh vật thần huyết siêu cấp quả thực chính là độ khó địa ngục, chương 272. Ghen sinh mệnh tinh hoa bây giờ cuối cùng Hàn Sâm đã hiểu rõ vì sao mà hắn không gây thương tổn cho con kim màu hống nhỏ kia được, cả hai căn bản không cùng một đẳng cấp, mặc dù nó mới vừa sinh ra, nhưng mà hiển nhiên nó đã có được đặc tính của sinh vật thần huyết siêu cấp. Mình lấy được tinh thể màu đen từ chỗ hắc giáp trùng, không phải là ghen sinh mệnh tinh hoa của sinh vật thần huyết siêu cấp đấy chứ, Hàn Sâm nghĩ lại lại cảm thấy không đúng. Tinh thể màu đen không thể liếm được giống như ghen tinh hoa của kim mau hống, nếu không một khối nhỏ như vậy sớm đã bị liếm hết sạch rồi, khối tinh thể màu đen kia lại vẫn luôn có bộ dáng cũ, không thay đổi một chút nào. Bây giờ Hàn Sâm cũng không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, hắn ôm khối ghen sinh mệnh tinh hoa kia, phàm là trong bụng có một chút khe hở, hắn lập tức liền thẻ lưỡi ra liếm rất nhiều ghen sinh mệnh tinh hoa vào trong bụng, cho đến lúc đem bụng nhét không còn một khe hở đào mới thôi, lúc này mới chịu dừng lại. Lúc nghe thanh âm siêu cấp thần ghen cộng mồ vang lên trong đầu, Hàn Sâm cảm thấy đây là thời khắc tốt đẹp nhất trong đời, trên thế giới không có chuyện gì hạnh phúc hơn so với chuyện này rồi hàn sâm cảm giác chuyến đi này của mình là quá đáng giá phiền muộn lúc trước đã hoàn toàn quét sạch một khối ghen sinh mệnh tinh hoa lớn như vậy hàn sâm ăn trọn vẹn 7 tám ngày mới xong mà hắn cũng đã nhận được 10 điểm siêu cấp thần ghen điều này khiến cho hàn sâm cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn nguyên bản hàn sâm cho là sinh vật thần huyết siêu cấp cùng sinh vật thần huyết có quy luật tương tự phải ăn hết toàn bộ sinh vật mới có thể lấy được 10 điểm ghen hoàn chỉnh nhưng mà bây giờ xem ra cũng không phải là chuyện như vậy, có lẽ cũng không phải là ăn sinh vật thần huyết siêu cấp, mà là gen sinh mệnh tinh hoa do nó dựng dục ra, đây mới thực sự là bảo bối có thể gia tăng siêu cấp thần gen. Trên thực tế Hàn Sâm đã chạy đến đỉnh núi định kiếm chút thịt của Kim mau Hồng nếm thử, nhưng rất nhanh hắn đã thống khổ phát hiện ra, chính mình liền Kim mau Hống nhỏ đều không gây thương tổn được, thi thể con Kim Mao Hống lớn ở trước mắt hắn càng không có bất kỳ biện pháp nào. Mặc dù rất không cam tâm, nhưng mà bây giờ hàn sâm xác thực là không có biện pháp gì chỉ có thể tự an ủi mình rằng có lẽ ăn thịt kim mau hống cũng không có tác dụng gì cũng không biết nhân loại lúc ban đầu làm thế nào để giết chết sinh vật thần huyết trong lòng hàn sâm âm thầm cân nhắc nhưng hiển nhiên là không có có kết quả gì bây giờ hắn lại không thể lên trên internet tìm kiếm thông tin do dự mãi cuối cùng hàn sâm vẫn cắn răng bay ra khỏi hòn đảo khổng lồ này đã không giết được con kim mau hống nhỏ hắn ở lại chỗ này cũng vô dụng con kim mau hống nhỏ kia phát triển càng lúc càng nhanh nói không chừng qua một đoạn thời gian nữa, hắn cũng không phải là đối thủ của con kim mau hống nhỏ nữa rồi. Đến lúc đó chỉ sợ lại là một phiền toái lớn, cũng may hàn sâm có được cánh thần huyết, nếu không muốn vượt qua biển thì căn bản chính là nói chuyện hoang đường viền vông, nhưng mà cho dù có được cánh thần huyết, hàn sâm cũng không dám vô trường quá mức. Sau khi đi theo kim mau hống một khoảng thời gian, hàn sâm xem như đã biết thế giới tí hộ sở rất khủng bố, bất cứ lúc nào cũng không thể khinh thường, nếu không thì không biết mình sẽ chết như thế nào. Nguyên bản Hàn Sâm cho là rất có thể chuyến hành trình biển cả này của mình sẽ gian nguy vạn phần cửu từ nhất sinh, dù sao hắn ở trên biển liền phương hướng đều không phân biệt được, trên biển cũng có rất nhiều động vật rất hùng mạnh. Nếu như chỉ là động vật biển thì cũng thôi đi, dù sao thì Hàn Sâm cũng biết bay, nhưng mà những loài chim giữ trên biển cũng không ít, ít nhất là lúc đến, Hàn Sâm đã thấy không ít loài chim giữ cấp thần huyết. Cũng có lẽ là bởi vì trời cao ban ơn, Hàn Sâm vô kinh vô hiểm bay hơn hai ngày, không chỉ không gặp phải nguy hiểm nào ngược lại còn san giết một con hải ngư biến dị, ăn không ít thịt cá biến dị, còn gia tăng lên hai điểm gen biến dị, khiến cho gen biến dị đã đạt đến 86 điểm. Càng thêm may mắn là Hàn Sâm còn nhìn thấy một hòn đảo, mà ở bên cạnh hòn đảo, Hàn Sâm còn nhìn thấy một chiếc thuyền lớn, xem xét thì đây là sản phẩm hiện đại. Mặc dù không có các loại dụng cụ điện tử, nhưng nhìn vật liệu làm thuyền cũng biết là sản phẩm công nghệ cao, bên trên còn viết mấy chữ nguyên lượng nữ thần, nhìn thì chính là đồ vật của nhân loại chỉ là chiếc thuyền này đã hư hỏng rất nghiêm trọng, hơn nữa tựa hồ đã trải qua thời gian bỏ hoang rất lâu, đã cũ nát không còn hình dáng gì. Nhưng chuyện này cũng không quan trọng, trên đảo này đã có thuyền, có lẽ sẽ có người ở, thậm chí có khả năng trên đảo này còn có một tí hộ sở, nếu như vậy thì thật quá tốt, ít nhất Hàn Sâm có thể sử dụng truyền tống trận ở trên quảng trường tí hộ sở quay về trường học. Hắn đã đi mấy tháng, một chút tin tức cũng không truyền trở về, kỳ thi nửa năm nhất định là đã bỏ lỡ, trường học bên kia cũng không sao nhưng kỳ yên nhiên nhất định sẽ rất lo lắng thế nhưng mà chờ sau khi hàn sâm bay lên hòn đảo sắc mặt có chút khó coi rồi hòn đảo này cũng không tính là quá lớn nhưng mà cũng không nhỏ hàn sâm có thể liếc nhìn rõ ràng toàn bộ hòn đảo từ trên không trung cũng không hề phát hiện ra kiến trúc tương tự như tí hộ sở hoặc là nói ngay cả một tòa kiến trúc dáng dấp giống như nhà ở của nhân loại đều không nhìn thấy hạ xuống đảo hàn sâm thu hồi tất cả thú hồn khôi phục tướng mạo sẵn có của mình lúc đang chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi ở trên đảo rồi kế tiếp mới nghiên cứu nên làm cái gì, lại đột nhiên nhìn thấy xa xa có một người từ trong rừng rậm đi ra. Người nọ nhìn thấy Hàn Sâm, kinh ngạc một lát, đột nhiên vừa hướng Hàn Sâm phất tay kêu to vừa chạy tới, ở đây ít nhất còn có nhân loại tồn tại, ít nhiều khiến Hàn Sâm cảm thấy tốt hơn một chút, điều này đại biểu chỗ này có lẽ cách khu vực nhân loại sinh hoạt cũng không quá xa. Mặc dù nhân loại có thể đem vật liệu làm thuyền truyền tống vào thế giới tí hộ sở láp ráp ra thuyền lớn, nhưng bởi vì nơi này không có cách nào sử dụng các loại nguồn năng lượng khoa học kỹ thuật cho nên thuyền ở bên trong tí hộ sở không có động cơ trợ giúp, phạm vi có thể chạy hết sức có hạn, hơn nữa trên biển còn có nhiều dị sinh vật rất mạnh mẽ, so với lục địa càng thêm nguy hiểm hơn, cũng không có ai dám điều khiển thuyền đi quá xa trên biển, bình thường đều là ở vùng biển gần tương đối quen thuộc đi lại, săn giết một ít dị sinh vật yếu nhược ở trên biển. Hàn Sâm cẩn thận quan sát người nọ, là một cô gái trẻ tuổi thoạt nhìn khoảng chừng 20 tuổi, mặc áo giáp màu xanh nhạt như áo giáp thú hồn lúc này đang lộ ra vẻ kích động nhìn Hàn Sâm, anh từ đảo cách lan tới à, cô gái trẻ tuổi kiêm mừng như điên hỏi, giọng nói đều có chút run rẩy. Thực xin lỗi, tôi không biết đảo cách lan là địa phương nào, Hàn Sâm lắc đầu nói một câu, đang định hỏi cô gái kia đây là chỗ nào, lại nhìn thấy từ trong rừng rậm bên cạnh lại chạy ra thêm mấy người, tuổi đều khoảng chừng 20 tuổi, thật nhìn đều không khác mấy. Lúc bọn họ nhìn thấy Hàn Sâm đều tỏ ra vẻ kích động, nhao nhao chạy tới trước mặt Hàn Sâm, nguyên một đám tranh nhau nói chuyện, nói nhiều nhất đều là lời giống như cô gái lúc trước kia, anh tới từ đảo Cách Lan à? Thật xin lỗi, tôi cũng không phải tới từ đảo Cách Lan, tôi là người ở cương giáp tí hộ sở, gặp tai nạn ở trên biển, trong lúc vô tình đi tới nơi này, xin hỏi nơi này là nơi nào, nghe thấy Hàn Sâm nói những lời này, sắc mặt của những người đó lập tức đại biến, cả đám đều lộ ra vẻ cực kỳ thất vọng. mươi 273, người một nhà thế nhưng mà lại không có ai trả lời câu hỏi của Hàn Sâm. Nguyên một đám người thất vọng quay người đi vào trong rừng rậm ở phía sau, mỹ nữ, đây là có chuyện gì thế hàn sâm đuổi theo cô gái hắn nhìn thấy trước hết kia hỏi cô gái lạnh nhạt nói anh lưu lạc đến nơi này không khác gì bị phán án trung thân về sau có nhiều thời gian rất nhanh anh sẽ biết nói xong cô gái liền giống như những người kia đi trở về bên trong rừng rậm hàn sâm đại khái đã đoán được bọn họ hẳn là gặp tai nạn trên biển rồi lưu lạc tới nhưng mà hắn vẫn còn muốn biết rõ ràng đây là nơi nào dù sao thì bọn họ cũng là ngồi thuyền tới cũng nên biết một chút đây là nơi nào cách căn cứ nhân loại gần đây nhất có xa lắm không. Vì vậy Hàn Sâm vội vàng đi theo, những người kia cũng không có ý định đuổi hắn đi, rất nhanh Hàn Sâm đã đi theo bọn họ xuyên qua rừng rậm, đến bên trong một hang đá. Trong hang đá có rất nhiều đồ dùng của liên minh, hang đá này khá lớn, bên trong còn có đống lửa, nhìn tới có vài phần cảm giác cắm trại dã ngoại, nhưng vẫn có thể nhìn ra, những người này có lẽ đã cư ngụ ở chỗ này một đoạn thời gian rất dài rồi, một đám mười mấy người, tuổi tác đều không khác nhau mấy. Theo Hàn Sâm, Tuổi tác của những người này có hơi lớn, chắc là tương tự như Tần Huyên, nhưng mà Tần Huyên đã là ghen đại viên mãn tấn trước tiến hóa giả rồi, hiển nhiên đám người này không có cách nào so sánh với Tần Huyên được. Người mới tới, về sau nếu cậu muốn ở chỗ này, vậy thì phải tuân thủ theo quy củ của nơi này, nghe theo chỉ huy công tác, nếu không chúng tôi cũng không có đồ ăn cho một người rảnh rỗi, một thanh niên có ánh mắt nghiêm nghị nhìn Hàn Sâm nói. Trên biển quanh đây có rất nhiều dị sinh vật, hơn nữa tôi thấy hình như ở trên đảo cũng có dị sinh vật, vấn đề thức ăn hẳn không cần phải lo chứ, Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Tất cả mọi người giống như là đã nghe được chuyện gì đó cực kỳ buồn cười, vô cùng khinh miệt nhìn Hàn Sâm, nhưng cũng không có cái ai nói chuyện, giống như là căn bản khinh thường cười nhạo Hàn Sâm, người đàn ông có ánh mắt kiên nghị lại mở miệng nói. Tất cả mọi người đều là người số khổ gặp nạn, cậu cũng chớ trách chúng tôi không nhắc nhở cậu, từ phong đảo nguy hiểm trùng điệp, tốt nhất là cậu không nên đi loạn, không may trở thành oan hồn cũng đừng trách chúng tôi không nói trước, nguy hiểm gì, Hàn Sâm kinh ngạc hỏi. Người đàn ông kiên nghị không hề mở miệng, một người đàn ông có chút nhỏ gầy ở bên cạnh lại lạnh lùng cười nói, những thứ khác không nói, ở trên từ phong đảo có sinh vật thần huyết đấy, cậu có bản lĩnh san giết không, sinh vật thần huyết hả, đã từng giết mấy con rồi, hàn sâm cười nói. Tiểu tử, khoác lác cũng phải nhìn xem cậu đang khoác lác với ai, biết chúng tôi là ai không, người đàn ông có hơi nhỏ gầy nhách miệng nói ra, rửa tay lắng nghe, hàn sâm đối với bọn họ thật đúng là có chút hiếu kỳ, tổ hành động đặc biệt an toàn, cậu đừng nghe nói qua chưa người đàn ông nhỏ gầy có chút đắc ý nói mấy người là người của tổ hành động đặc biệt an toàn hàn sâm hơi kinh ngạc đánh giá người đàn ông nhỏ gầy và những người khác quả thật có chút ngoài ý muốn chuyện này đúng là lũ lụt trôi miếu long vương người một nhà không nhận ra nhau hàn sâm không nghĩ tới ở trên hoang đảo này vẫn gặp được người của tổ hành động đặc biệt an toàn nếu đã biết tổ hành động đặc biệt an toàn có lẽ cậu cũng là người có chút lai lịch tự nhiên đã tin tưởng chúng tôi đang làm gì ngay cả chúng tôi cũng trở thành bộ dáng như thế này về sau nên làm như thế nào Cậu nên rõ ràng chứ, người đàn ông nhỏ gầy bĩu môi một cái nói. Vậy đúng là trùng hợp, tôi cũng là người của tổ hành động đặc biệt an toàn, không biết các vị là người của phân đội nào, Hàn Sâm vừa cười vừa nói, cái gì, cậu cũng là người của tổ hành động đặc biệt an toàn, người đàn ông nhỏ gầy có chút giận mình nhìn Hàn Sâm. Những người khác cũng vô cùng ngoài ý muốn, có chút không quá tin tưởng nhìn Hàn Sâm, tuổi của Hàn Sâm thoạt nhìn xác thực hơi nhỏ một chút, tối đa cũng chỉ khoảng 17-18 tuổi. Mặc dù yêu cầu về tuổi tác đối với thành viên của tổ hành động đặc biệt an toàn ở không gian thứ nhất thần chi tí hộ sở cũng không lớn, nhưng bởi vì có yêu cầu rất cao đối với năng lực, bình thường người có thể gia nhập tổ hành động đặc biệt an toàn, tuổi tác đều vượt quá 20 tuổi, độ hoàn thành ghen cúng. Tương đối cao, có kinh nghiệm rất phong phú ở trong thế giới tí hộ sở, người như vậy mới có thể gia nhập tổ hành động đặc biệt an toàn. Tôi là Hàn Sâm, đội trưởng tiểu phân đội tổ hành động đặc biệt an toàn cương giáp. Hàn Sâm nói ra thân phận của mình. Kỳ thật thân phận này không phải là bí mật gì, rất nhiều người đều biết, Hàn Sâm cũng không cần phải giấu giếm, cậu hủ ai vậy, chỉ bằng tuổi tác của cậu, có thể là một đội viên cũng đã không tệ rồi, còn đội trưởng. Người đàn ông nhỏ gây gì mối coi thường Hàn Sâm, căn bản không tin tưởng Hàn Sâm lại là đội trưởng của tiểu phân đội, nói xong, người đàn ông nhỏ gầy chỉ vào người đàn ông có ánh mắt cương nghị kia nói. Tiểu tử, trừng to mắt mà nhìn cho rõ ràng, đây mới thật sự là đội trưởng tiểu phân đội tổ hành động đặc biệt an toàn, cũng là lão đại của chúng tôi, đội trưởng Phó Sơn. Ồ, thì ra là phó đội trưởng, thật sự là thất kính, tôi là Hàn Sâm tiểu phân đội cương giáp, không biết phó đội trưởng là người của tiểu phân đội nào, Hàn Sâm cảm thấy ở chỗ này có thể gặp được thành viên của tổ hành động đặc biệt an toàn cũng là vận may. Người đàn ông nhỏ gầy thấy Hàn Sâm vẫn còn muốn nhận mình là người của tổ hành động đặc biệt an toàn, lập tức có chút giận không chỗ phát tiếp, vừa muốn nói gì lại bị Phó Sơn ngăn cản, Phó Sơn rất nghiêm túc đánh giá Hàn Sâm nói. Theo tôi được biết, đội trưởng ở cương giáp tý hộ sở là tần huyên đội phó là dương mạn lệ hai người đó đều là con gái cũng không có một nam đội trưởng nào càng chưa từng nghe qua cái tên hàn sâm này phó đội trưởng có lẽ các anh bị vây ở trên hòn đảo này ít nhất hơn nửa năm rồi đi ánh mắt của hàn sâm đảo qua mặt mọi người trên thực tế cũng không cần bọn họ trả lời hàn sâm đã có đáp án đúng thì thế nào người đàn ông nhỏ gầy trừng mắt nói vậy thì khó trách mấy người không biết tần đội trưởng đã tấn chức lên không gian thứ hai thần chi tý hộ sở bây giờ đội trưởng tiểu phân đội cương giáp chính là hàn sâm tôi hàn sâm cười một cái nói đáng tiếc lần này hắn đi ra không hề mang theo giấy chứng nhận của mình ở đây cũng không lên internet được dù sao giải thích đúng là có chút khó khăn nếu cậu nói như thế vậy lấy ra giấy chứng nhận xem nào người đàn ông nhỏ gầy vẫn chưa tin trung miệng nói giấy chứng nhận tôi không mang theo các anh không tin cũng không có cách nào hàn sâm giang hai tay ra nói tôi lừa các anh đối với tôi cũng không có gì khó cả làm gì cần phải nhận đại cô gái hàn sâm nhìn thấy trước nhất kia, lúc này lại đột nhiên nhìn hàn sâm mở được nói, anh hàn là rất quen thuộc với đội trưởng tần huyên chứ, chắc có thể tính là quen. hàn sâm suy nghĩ rồi nói, vậy nhất định là anh biết rõ, đằng sau tay trái của tần huyên có cái gì chứ? cô gái nhìn hàn sâm chậm rãi nói, những người khác cũng đều nhìn hàn sâm, cùng đợi hàn sâm trả lời. nếu như tôi không có nhớ lầm, đằng sau tay trái của tần đội trưởng chẳng có cái gì cả, nhưng đằng sau tay phải của tần đội trưởng có một cái bớt màu đỏ lớn thường hạt đậu. Hàn Sâm thuận miệng nói. Hắn cùng với Tần Huyên vấn lộn nhiều lần như vậy, chỉ cần là bộ vị thân thể của Tần Huyên lộ ra ngoài, hắn đã sớm nhìn rõ ràng, sao có thể không biết những thứ này. Chương 274, quỷ nhãn bi hùng bọn Phó Xuân đều nhìn về phía cô gái, hiển nhiên bọn họ cũng không biết Hàn Sâm nói thật hay giả. Cô gái kia lại hơi hơi thở dài một hơi, anh nói không sai, đằng sau tay phải của Tần Huyên quả thật là có một cái bớt màu đỏ lớn từng hạt đậu, nhưng bởi vì bình thường cô ấy đều dùng tóc che đi, người bình thường không nhìn thấy được, Nói xong, cô gái lại nhìn Hàn Sâm rồi nói. Mặc dù không biết anh có phải là đội trưởng tiểu phân đội hay không, nhưng có thể xác định anh và Tần Huyên rất quen thuộc, sư tỷ cũng là người tổ hành động đặc biệt an toàn à. Hàn Sâm nhìn cô gái hỏi, mấy người bọn Phó Sơn nói là người của tổ hành động đặc biệt an toàn thì hắn tin, trên người bọn Phó Sơn quả thật có một tia hương vị như vậy, nhưng mà cô gái này lại không giống, tôi là hứa như yên, coi như là khách hàng của tổ hành động đặc biệt an toàn các anh đi. Cô gái kia cười một cái nói, Hàn Sâm nhìn hứa như yên, lại nhìn bọn phó sơn một chút lập tức kịp thời phản ứng lại là cô thuê bọn phó đội trưởng đi tới đây hứa nhiên cười khổ nói mục đích của chúng tôi vốn cũng không phải là chỗ này trên đường sau khi bị một con sinh vật thần huyết khổng lồ công kích mới lưu lạc đến tới đây bị vây ở chỗ này khoảng một năm rồi khoảng một năm khó trách mấy người không biết tôi hàn sâm thầm nghĩ trong lòng nhưng lời này hàn sâm cũng không nói ra miệng chỉ là hỏi tiếp đây đến cùng là nơi nào mọi người có biết căn cứ nhân loại gần nơi này nhất ở hướng nào không chừng bao xa người đàn ông nhỏ gầy lưu trí nói nói cho cậu biết cũng vô ích cho dù cậu biết bay cũng trốn không thoát chỗ này lời này là như thế nào hàn sâm nghi ngờ nhìn về phía lưu trí lúc hắn đi lên trên hòn đảo này cũng không hề phát hiện ra dị sinh vật đáng sợ nào biết bay có lẽ là bởi vì đã có chút tin tưởng hàn sâm là người của tổ hành động đặc biệt an toàn hơn nữa đây cũng không phải là bí mật gì mấy người bọn lưu trí cùng hứa những yên mỗi người một câu nói tình huống nơi này cho hàn sâm biết lời nói của lưu trí hơi có chút khoa trương xác thực là ở đây không có dị sinh vật biết bay nhưng ở trong hải vực phụ cận có một con động vật biển cấp thần huyết cực lớn hoành hành bọn phó sơn can bản không dám xuống biển săn giết dị sinh vật mà ở phía trên hòn đảo cũng chỉ có một loại dị sinh vật đó là một đám quỷ nhãn bi hùng đi lại như gió hình dáng giống như là gấu nhưng mà lớn hơn nhiều hơn nữa động tác cực kỳ nhanh ở trên vách núi đá đều có thể như dẫm trên đất bằng mi tâm của chúng mọc ra một con mắt nằm dọc thị lực cực kỳ đáng sợ đại bộ phận đều là sinh vật nguyên thủy có một số nhỏ là sinh vật biến dị, vương của đám quỷ nhãn bi hùng kia chính là một con sinh vật thần huyết. Sức chiến đấu của quỷ nhãn bi hùng vương vô cùng khủng bố, chẳng những lực lớn vô cùng, hơn nữa nhanh như điện, so quỷ nhãn bi hùng thông thường còn nhanh hơn, hơn nữa một thân mình đồng ra sắt, thị lực lại mạnh mẽ, cùng năng lực chỉ huy đối với bầy quỷ nhãn bi hùng, khiến cho những người của tiểu phân đội đặc biệt an toàn. Bọn Phó Sơn cũng không thể tránh được, nhiều người như vậy đều chỉ có thể dựa vào rau dại cùng các loại nấm ở trong núi rừng mà sống. Còn phải tránh qua vị trí Bảy Quỷ Nhãn Bi hùng qua lại, sinh hoạt tương đối không dễ dàng. Lúc ban đầu bọn phó sơn còn không biết Quỷ Nhãn Bi hùng lợi hại, đã từng ì vào lực lượng của tiểu phân đội, muốn chính diện san giết Quỷ Nhãn Bi hùng, kết quả đương nhiên là rất thảm. Con Quỷ Nhãn Bi hùng vương kia quả thực là tồn tại như hách vậy, thực lực khủng bố chỉ số thông minh lại cao, hơn nữa ưu thế về địa hình, nguyên đoàn đội bọn họ có tổng cộng gần 30 người, cũng bởi vì trận chiến ấy, kết quả là chỉ còn lại 10 người như vậy mà con quỷ nhãn bi hùng vương kia lại một chút việc cũng không có, chỉ tổn thất mấy con quỷ nhãn bi hùng cấp nguyên thủy, nhưng trên thực tế người của tiểu phân đội chỉ chết một người, coi như tính cả phó sơn, tổng cộng người của tiểu phân đội cũng chỉ có 10 người, bây giờ còn lại chín. Về phần mấy người còn lại bên kia, đều là thủ hạ của hứa như yên, cũng không phải người của tiểu phân đội, mà khiến cho hàn sâm không nghĩ tới là hứa như yên lại là cao tầng của tập đoàn tinh vũ. Hàn Sâm cũng biết bọn họ là từ cách lan tí hộ sở trên đảo cách lan đến, bây giờ bọn họ chỉ biết là đảo cách lan ở phía tây đại khái chừng nửa tháng đi thuyền vị trí cụ thể cũng không nói rõ được dù sao lúc trước sau khi bọn họ bị con sinh vật biển thần huyết kia tập kích cũng có chút mất phương hướng có thể đoán được vị trí đại khái cũng đã không tệ rồi về phần rốt cuộc là bọn họ ra biển làm cái gì hứa như yên không chịu nói bọn phó dân thân là người của tiểu phân đội đặc biệt an toàn cũng không tiện tiết lộ nhiệm vụ ra nhưng mà hàn sâm đã nhìn ra hứa như yên này cũng không đơn giản nhiều người như vậy bị vây khốn ở trên đảo hơn một năm những người khác vẫn chịu nghe theo cô ta, có thể thấy cô gái này lợi hại cỡ nào. Hứa Tổng, cô thấy đấy, tôi cũng là người của tiểu phân đội đặc biệt an toàn, không bằng chúng ta làm chút giao dịch đi, sau khi Hàn Sâm biết đầu đuôi mọi chuyện, cười tủm tỉm nhìn Hứa Như Yên nói, chúng tôi đã rơi xuống tình cảnh như thế này, còn có chuyện làm vào ăn gì tốt để làm. Hứa Như Yên khẽ nhíu mày, Hàn Sâm này khiến cho cô có chút nhìn không thấu, Hứa Như Yên có biết Tần Huyên, đương nhiên cũng có chút hiểu rõ đối với cương giáp tí hộ sở biết rõ cường giáp tý hộ sở cũng không ở gần khu hành vực này. Hàn Sâm tự xưng là người ở cương giáp tý hộ sở, kỳ thật hứa như yên cũng không quá tin tưởng, nhưng mà Hàn Sâm lại biết tần huyên, để cho hứa như yên cảm thấy kỳ quái. Người bình thường không có khả năng biết rõ cái bớt màu đỏ ở phía sau tay phải của tần huyên, chuyện này cũng đã nói rõ Hàn Sâm không phải là người bình thường, hứa tổng bây giờ có tính toán gì không, chẳng lẽ muốn bị vây ở trên hòn đảo này cả đời hay sao, Hàn Sâm không trả lời hứa như yên, chỉ khẽ cười nói ngoại trừ chờ cứu viện tôi còn có thể làm gì được chứ hứa như yên nhíu mày nói tôi tin tưởng hứa tổng là người rất có thân phận tập đoàn tinh vũ nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp ra biển cứu cô nhưng mà nếu như bọn họ có thể tìm tới nơi này cũng sẽ không cần chờ tới một năm như vậy chứ bây giờ bọn họ còn chưa tới nói rõ chỗ này xác thực rất khó tìm được cho dù bọn họ không bông bò cũng không biết lúc nào mới có thể tìm tới nơi này hàn sâm nói sắc mặt của đám người bọn hứa như yên cũng thay đổi bọn họ đương nhiên cũng biết điều này nhưng mà cứu viện đúng là hy vọng duy nhất bây giờ của bọn họ đến cùng là cậu muốn nói cái gì hứa như yên hơi có chút không vui nói những lời này của hàn sâm rất bất lợi đối với uy tín của cô ta bên trong đoàn đội này mọi người sở dĩ còn cung kính đối với cô ta như vậy có một bộ phận rất lớn cho rằng khẳng định sẽ có người tới cứu hứa như yên đây là hy vọng của mọi người ý tứ của tôi đó là trong khoảng thời gian chờ đợi ở trên đảo này hứa tỷ cô không muốn ăn ngon một chút sao hàn sâm lộ ra vẻ bình tĩnh nói cậu có đồ ăn Hứa Như Yên đánh giá Hàn Sâm, cũng không thấy ở trên người Hàn Sâm có chữ lượng lớn thức ăn. Đồ ăn trên người tôi không có, nhưng ở trên đảo không phải là có rất nhiều sao, Hàn Sâm cười nói, cậu nghĩ tới chuyện săn những con quỷ nhãn bi hùng đó à, tôi khuyên cậu vẫn nên bỏ ý nghĩ đó đi, tôi cũng không muốn lại thấy có người đi chịu chết. Hứa Như Yên còn tưởng rằng Hàn Sâm muốn nói gì, nghe thấy Hàn Sâm nói như vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ thất vọng, nếu như bọn họ có năng lực săn giết quỷ nhãn bi hùng, cũng sẽ không đợi tới ngày hôm nay. Đừng nói là hứa như yên không quá tin tưởng Hàn Sâm là đội trưởng tiểu phân đội cường giáp, cho dù hắn thật sự phải, vậy thì làm sao, Phó Sơn cũng tương tự là đội trưởng tiểu phân đội, hơn nữa đội viên dưới tay anh ta đều ở đây, nhưng mà cũng không có biện pháp gì với những con quỷ nhãn bi hùng đó. Hàn Sâm chỉ có một mình, hắn dựa vào cái gì mà muốn nhắm tới những con quỷ nhãn bi hùng đó. mươi 275, một mình hứa như yên đã không muốn nói tiếp với Hàn Sâm nữa, lấy cớ mệt mỏi trở lại trong lều vạch của cô ta nghỉ ngơi hàn sâm liền quỷ nhãn bi hùng đều chưa từng thấy qua lại dám nói muốn đi săn quỷ nhãn bi hùng chuyện này khiến hứa như yên có ấn tượng vô cùng không tốt với hắn giao dịch của hàn sâm còn chưa nói ra miệng đã hỏng rồi nhưng hàn sâm cũng không thèm để ý bây giờ hứa như yên không tin hắn cũng không thành vấn đề gì chờ lúc trên tay hắn đã có thịt của quỷ nhãn bi hùng tin tưởng đến lúc đó hứa như yên tự nhiên sẽ xin giao dịch với hắn hứa như yên có thể mời toàn bộ tiểu phân đội cách lan nhất định là có vốn liếng hùng hậu cơ hội tốt như vậy hàn sâm cảm thấy nếu như không thể từ trên người hứa như yên kiếm chút chỗ tốt trở về thật sự là phụ lòng ông trời đã đưa mình đến đây hơn nữa hàn sâm đối với người của tập đoàn tinh vũ vẫn luôn cực kỳ chán ghét bây giờ gặp phải tự nhiên sẽ không bỏ qua người anh em à làm người vẫn nên thực tế một chút đi đám quỷ nhãn bi hùng kia chọc không nổi lưu trí cũng vỗ vỗ bả vai hàn sâm ý vị sâu xa nói Hiển nhiên anh ta và người của tiểu phân đội cách lan cũng không quá tin tưởng Hàn Sâm có thể san giết quỷ nhãn bi hùng được, bọn họ đã bị vây ở trên đảo lâu như vậy, không biết là đã suy nghĩ bao nhiêu biện pháp, nhưng mà căn bản đều không thể thực hiện được. Địa thế trên đảo vô cùng phức tạp, những con quỷ nhãn bi hùng kia có ưu thế về thân thể, ở trên vách núi qua lại như bay, tiến có thể công lui có thể thủ. Hơn nữa có tầm 10 con quỷ nhãn bi hùng biến dị, còn có con quỷ nhãn bi hùng vương thần huyết kinh khủng kia, lúc trước nhân viên của bọn họ đều bị tổn thất nặng nề, huống chi hàn sâm chỉ có một mình phó đội trưởng anh có hứng thú giao dịch với tôi hay không hàn sâm không để ý tới lưu trí nhìn phó sơn hỏi nói một chút xem vượt quá ý liệu của mọi người vậy mà phó sơn không trực tiếp từ chối hàn sâm đội trưởng nói với hắn làm gì anh tuyệt đối đừng để hắn rượt dây lưu trí vội vàng nói đám đội viên cũng không quá vừa ý đối với hàn sâm cũng muốn mở miệng khuyên bảo phó sơn nhưng mà phó sơn chỉ khoát tay áo ra hiệu cho những đội viên khác không cần nói thấy phó sơn nhìn sang mình Hàn Sâm cười một cái nói. Phó đội trưởng, xem về mặt tình cảm tất cả mọi người đều là tổ hành động đặc biệt an toàn, chúng ta cùng đi san giết quỷ nhãn bi hùng. Sau khi thành công thì thịt của quỷ nhãn bi hùng thần huyết với tôi, thịt của những con quỷ nhãn bi hùng khác phân chia 5 giờ 5 phút, anh thấy như thế nào? Phó Sơn lập tức nhíu mày, lời này của Hàn Sâm xác thực là quá cuồng vọng, mặc dù anh ta cảm thấy Hàn Sâm có chút thần kỳ, nếu không cũng không thể một người đi tới đây được, nhưng mà lời nói và việc làm như vậy của Hàn Sâm khiến cho Phó Sơn không nhịn được hơi nhíu mày. Tiểu tử, cậu dựa vào cái gì mà nói những người kia, cuồng vọng cũng phải có giới hạn chứ, lưu trí càng không nhịn được nói, cuồng vọng sao, hàn sâm đương nhiên không cho là như vậy. Lúc hắn mới vừa lên trên đảo, ở trên trời đã thấy những con quỷ nhãn bi hùng kia, loại dị sinh vật kia cũng không phải chỉ trên đảo này mới có, hàn sâm đã sớm gặp được quỷ nhãn bi hùng. Hơn nữa hàn sâm còn gặp một bầy lớn quỷ nhãn bi hùng thần huyết, ngay ở trên đường lúc kim mau hống mang hắn đi tới, Hàn Sâm đã tận mắt thấy một con quỷ nhãn bi hùng thần huyết bị kim mau hống trực tiếp cắn một phát nuốt vào trong miệng, nhai vài cái nuốt vào trong bụng, quỷ nhãn bi hùng thần huyết căn bản không có. Chú sức phản kháng nào, chỉ là khi đó Hàn Sâm không biết con vật đó gọi là quỷ nhãn bi hùng, trước khi bị nuốt, quỷ nhãn bi hùng thần huyết đã từng ý đồ phản kháng lại, để cho Hàn Sâm thấy rõ năng lực của quỷ nhãn bi hùng thần huyết. Nói thật, xác thực là rất mạnh, lực lượng cùng tốc độ đều rất kinh người, đáng sợ nhất là con mắt dọc của con quỷ nhãn bi hùng kia. Sau khi con mắt dọc kia mở ra, có khả năng có năng lực cùng loại với yêu tinh nữ hoàng. Dù sao thì Hàn Sâm nhìn thấy sau khi con quỷ nhãn bi hùng thần huyết kia mở ra mắt dọc của nó, năng lực phản ứng của thân thể đã có đề cao lớn, còn tránh qua, né được một trào của kim mau hống. Nhưng mà cũng chỉ như thế mà thôi, theo Hàn Sâm thấy, năng lực của con quỷ nhãn bi hùng thần huyết kia so với sinh vật thần huyết mà Hàn Sâm giết trong xa cốc mạnh hơn một chút, nhưng mạnh chỉ là năng lực phản ứng, lực lượng cùng tốc độ đều không sai biệt lắm so với con kia. Bọn phó sơn bởi vì địa thế cùng bầy quỷ nhãn bi hùng, xác thực rất khó đấu với con quỷ nhãn bi hùng thần huyết kia. Nhưng mà vì hàn sâm có được cánh thần huyết cũng không cần cố kỵ nhiều như vậy, hơn nữa hắn còn am hiểu thuật ám sát, sử dụng năng lực của biến sắc thú thần huyết đi đánh lén, cũng không cần liều mạng với quỷ nhãn bi hùng thần huyết. Nếu như bọn phó sơn chịu hỗ trợ, hàn sâm có thể trực tiếp bưng toàn bộ đám quỷ nhãn bi hùng kia về đây. Bọn họ không giúp đỡ, thì Hàn Sâm chỉ là tốn thêm chút ít công phu, kết quả vẫn giống như vậy. Chia cho bọn họ 5 phần 10 thịt, đã là xem ở mặt tình cảm đều là thành viên của tổ đặc biệt an toàn, hơn nữa Hàn Sâm cũng muốn sớm chấm dứt chuyện nơi đây, kiếm chút chỗ tốt rồi mau chóng trở lại tí hộ sở, nhưng mà đã bọn phó sơn không chịu hỗ trợ, Hàn Sâm cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, Hàn Sâm đứng dậy đi ra khỏi hang động, chuẩn bị đi săn giết một con quỷ nhãn bi hùng trước lấy làm hàng mẫu để cho bọn hứa như yên xem như vậy mới có thể tiếp tục ép chút thứ tốt từ trên người cô ta ra cậu thật sự muốn đi san giết quỷ nhãn bi hùng hứa như yên đứng ở cửa hang nhìn thấy hàn sâm đi vào trong núi những mày hỏi một câu đợi ăn thịt quỷ nhãn bi hùng đi nhưng cô phải suy tính trước một chút xem sẽ ra giá bao nhiêu tiền hàn sâm cũng không quay đầu lại phất phất tay với hứa như yên mau chóng đi vào trong núi rừng phó đội trưởng anh thấy thế nào hứa như yên nhìn về phía phó sơn cô ta thực sự có chức không nghĩ tới hắn sâm vậy mà dám một mình đi săn chết quỷ nhãn bi hùng một người ngông cuồng mà thôi hắn muốn chịu chết liền để cho hắn đi đi tôi thấy thế nào hắn cũng không giống như người của tổ hành động đặc biệt an toàn chớ đừng nói chi là một đội trưởng lưu trí thực chưa từng thấy qua bên trong tổ hành động đặc biệt an toàn có người như vậy phong cách hành sự của hắn sâm không giống với người của tổ hành động đặc biệt an toàn hứa như yên lại không để ý đến lưu trí trong lòng của cô vẫn mơ hồ cảm thấy Hàn sâm có chút không tầm thường nhưng mà lại không nói rõ ràng được là chỗ nào không tầm thường. Người này, tôi nhìn không thấu, nhưng mà tôi không thể đem tính mạng đội viên của mình đi mạo hiểm, Phó Sơn trầm ngâm nói. Anh ta cũng biết Hàn Sâm có chút không đơn giản, nhưng mà với tư cách đội trưởng của tiểu phân đội, anh ta không thể để cho đội ngũ của mình theo một người hoàn toàn không quen biết đi mạo hiểm lớn như vậy. Hứa Nhi Yên cũng gật đầu, cách nghĩ của cô ta và Phó Sơn giống nhau, cô ta cũng không muốn dẫn người đi mạo hiểm, hy vọng hắn sẽ không chết ở trong núi, Phó Sơn khẽ thở dài một tiếng. Mặc dù anh ta cảm thấy hàn sâm rất không tầm thường, nhưng một người đi lên trên núi săn cả bầy quỷ nhãn bi hùng, thật sự là có chút ảo tưởng. nếu bị bầy quỷ nhãn bi hùng phát hiện, liền chạy trốn đều rất khó. Lúc trước bọn họ có nhiều người như vậy, cũng phải bỏ ra hơn 10 nhân mạng mới có thể lui ra ngoài, hứa như yên nhìn hình bóng hàn sâm biến mất ở trong núi rừng, ánh mắt có chút phức tạp, cô ta cũng không cho rằng hàn sâm thật sự có thể săn được quỷ nhãn bi hùng. Mà những người khác thì lại càng cho rằng hàn sâm không phải bị điên thì chính là quá tự đại cùng vọng một người đi san giết quỷ nhãn bi hùng, việc này cũng chỉ có người điên mới làm được. bọn họ cảm thấy nếu như Hàn Sâm không bị quỷ nhãn bi hùng giết chết, cũng chỉ có thể tay trắng chật và trở về, chỉ sợ đến lúc đó còn phải thò tay hướng bọn họ xin đồ ăn. Chương 276, hành động kinh người sau khi Hàn Sâm đi vào trong núi rừng, theo đường núi hướng về căn cứ của đám quỷ nhãn bi hùng kín đáo mà đi. Giá tiền còn chưa đàm phán xong xuôi, Hàn Sâm cũng không tính toán thật sự trực tiếp tiêu diệt cả bảy quỷ nhãn bi hùng trước hết giết một con trở về bàn điều kiện thì tốt hơn. Thân quỷ nhãn bi hùng đều cao chừng 2 mét, toàn thân giống như là một khối thép, trên trán có một con mắt dọc đang nhắm, giống như là nhân hùng đi lại như gió ở trên vách núi, đi vào trong dãy núi, hàn sâm dung hợp với biến sắc thú thần huyết, lặng lẽ đi tới phía bảy quỷ nhãn bi hùng. Quỷ nhãn bi hùng hoạt động ở bốn phía, hàn sâm dừng lại ở vùng biên giới, mục tiêu của hắn là quỷ nhãn bi hùng cấp biến dị, nếu như chỉ giết một con quỷ nhãn bi hùng thông thường, sẽ không đủ để hứa như yên kia cam tâm tình nguyện xuất huyết nhiều. Khó trách bọn hứa như yên cùng Phó Sơn không có năng lực săn giết quỷ nhãn bi hùng, địa hình nơi này thật sự quá hiểm ác rồi. Hàn Sâm nhìn xung quanh một lần, từng ngọn núi giống như được đao tước, vách núi cơ hồ đều là 90 độ, mà những con quỷ nhãn bi hùng kia đi lại trên vách núi đá giống như dẫm trên đất bằng, chạy giống như bay, muốn săn giết bọn nó thật sự quá khó khăn. Phó Sơn cùng hứa như yên mang người đi ra ngoài tìm đồ ăn, mặc dù trong động còn tồn chữ không ít rau dại cùng nấm nhưng ở loại địa phương này tự nhiên có nhiều cũng vô hại tồn chữ nhiều đồ ăn một chút cũng không có chỗ nào không tốt lưu lại mấy người trông coi hang động bọn phó sơn ra khỏi hang núi không bao lâu vẫn còn đang tìm kiếm đồ có thể ăn ở trong núi rừng lại đột nhiên nghe thấy bên phía bảy quỷ nhãn bi hùng ở truyền đến từng tiếng thét dài khiến cho người ta sờn hết cả gai ốc tiểu tử kia thật đúng là đi đám người bọn phó sơn đều biến sắc lưu chí càng cả kinh kêu lên nghe thanh âm thì bọn họ đã biết rõ đây là tiếng kêu của quỷ nhãn bi hùng phát ra sau khi phát hiện có người xâm nhập, nghe tiếng gào liên tiếp kia, chỉ sợ lúc này toàn bộ bầy quỷ nhãn bi hùng đều đang đuổi theo Hàn Sâm rồi. Đáng tiếc, thật vất vả mới có người đến, cứ như vậy đi nạp mạng, Hứa Như Yên giận dữ nói. Tiếng gào thét của bầy quỷ nhãn bi hùng một hồi lâu mới ngừng lại, bọn Hứa Như Yên cũng không dám ở bên ngoài quá lâu, bây giờ đám quỷ nhãn bi hùng đã bị Hàn Sâm chọc giận, vạn nhất chạy tán loạn khắp nơi đụng phải bọn họ, đối với bọn họ mà nói thì quá nguy hiểm. Hứa Như Yên thương lượng với Phó Sơn một chút, tạm thời buông tha cho ý định tiếp tục tìm kiếm thức ăn, quay về hang động trước rồi nói sau, đợi ngày mai trở ra tìm thực vật tiếp cũng không muộn, quỷ nhãn bi hùng biến dị. Bọn Hứa Như Yên đi đến cách hang động không xa, đột nhiên nhìn thấy một con quỷ nhãn bi hùng to lớn hiện ra trong tầm mắt của bọn họ, làm tất cả mọi người giật nảy mình, cả đám đều mau chóng triệu hoán ra thú hồn của mình. Thế nhưng mà chờ lúc bọn họ nhìn kỹ, lại phát hiện đó mặc dù là một con quỷ nhãn bi hùng, nhưng lại nhắm mắt không hề nhúc nhích, mà ở dưới thân quỷ nhãn bi hùng còn có một người, người nọ có quỷ nhãn bi hùng không nhúc nhích ở trên lưng, đang đi về phía bọn họ. Quỷ nhãn bi hùng to lớn ở trên lưng người kia, theo bước chân người nọ nhấp nhô lên xuống, bọn hứa như yên nhìn tới con mắt đều trừng lớn, là từ từ kia hắn vậy mà không chết thật đúng là săn được quỷ nhãn bi hùng lại còn là một con quỷ nhãn bi hùng biến dị. Lưu trí nhìn rõ ràng mặt mũi người kia, lập tức vẻ mặt không thể tin tưởng kêu lên sợ hãi. Lúc này bọn Hứa Như Yên cũng đều lộ ra vẻ khiếp sợ, cơ hồ là không dám tin vào hai mắt của mình, vậy màn mà, xâm thật sự săn được quỷ nhãn bi hùng, hơn nữa còn là một con quỷ nhãn bi hùng biến dị, chuyện này thật sự rất khó khiến cho người ta tin tưởng. Bọn họ lần thứ nhất đi tới nhiều người như vậy, kết quả là chết 10 người, nhưng ngay cả một con quỷ nhãn bi hùng biến dị đều không giết chết được, chỉ giết đi vài con quỷ nhãn bi hùng nguyên thủy mà thôi, thật sự là lực lượng cùng tốc độ của loài dị sinh vật này quá mạnh mẽ, hơn nữa lại vô cùng rào hoạt. Ở trên vách núi treo leo muốn chém giết một con quỷ nhãn bi hùng biến dị cơ hồ là khó như lên trời, thế nhưng mà Hàn Sâm đơn thương độc mã giết tới, lại có thể săn giết một con quỷ nhãn bi hùng biến dị trở về, chuyện này bảo bọn họ làm sao không kinh hãi được. Phó Sơn ngưng mắt tỉ mỉ quan sát trên người Hàn Sâm, từ trên người Hàn Sâm, vậy mà anh ta không nhìn thấy một dấu vết bị thương nào, càng khiến cho anh ta giật mình không thôi. Vừa rồi bầy quỷ nhãn bi hùng gào thét hình như rất lợi hại, hiển nhiên là toàn bộ bầy quỷ nhãn bi hùng đều đã bị kinh động hàn sâm lại có thể không bị thương chút nào toàn thân trở ra còn mang theo thi thể quỷ nhãn bi hùng biến dị trở về đây quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc là hắn làm như thế nào ít nhất là phó sơn không nghĩ ra thực lực phải mạnh bao nhiêu mới có thể làm được tới loại trình độ này hứa như yên cũng chú ý tới điểm này vẻ mặt cổ quái nhìn chăm chú vào hàn sâm trong lúc nhất thời thậm chí có chút nói không ra lời cậu thật sự san được quỷ nhãn bi hùng chờ hàn sâm đi tới gần lưu trí đã tỉnh hồn lại Ánh mắt phức tạp nhìn Hàn Sâm nói, "Hẳn là thế, trừ phi thứ này không gọi là quỷ nhãn bi hùng." Hàn Sâm cười cười, lưng cõng thi thể quỷ nhãn bi hùng biến dị tiếp tục đi tới hang động bên kia. Thi thể của quỷ nhãn bi hùng quá lớn, đồ vật này để cho hắn ăn, hắn cũng không có hứng thú quá lớn, đây là mang về để nói điều kiện với Hứa Như Yên đấy, đương nhiên phải để cho tất cả mọi người đều thấy mới được. Khi người lưu lại hang động nhìn thấy Hàn Sâm lưng cõng quỷ nhãn bi hùng biến dị trở lại, cũng đều sợ ngây người cả đám đều há to miệng nói không ra lời chờ mắt ếch nhìn hàn sâm ném con quỷ nhãn vi hùng tựa như con gấu bự lên trên mặt đất trong hang động hứa tổng bây giờ cô có hứng thú làm chút kinh doanh với tôi hay không ánh mắt của hàn sâm đảo qua mặt mọi người đang trợn mắt hốc mồm cuối cùng đã rơi lên trên mặt của hứa như yên cười hiếp mắt nói đương nhiên là có hứng thú vô cùng có hứng thú con mắt của hứa như yên đều đã phát sáng bọn họ bị vây ở chỗ này ngoại trừ lúc mới bắt đầu còn có chút thịt khô có thể ăn về sau cơ hồ đều là dùng dao dại cùng nấm sống qua ngày, rất lâu đều chưa nếm qua vị thịt rồi, bây giờ thấy thi thể của quỷ nhãn bi hùng biến dị, lập tức liền liên tưởng đến thịt nướng thơm ngào ngạt, nước miếng đều sắp chảy ra rồi, đương nhiên, Hứa Như Yên không nghĩ đơn giản chỉ là ăn thịt con quỷ nhãn bi hùng biến dị này như vậy. Hàn Sâm đã có thể dễ dàng san giết quỷ nhãn bi hùng như vậy, đã nói rõ hắn có thực lực tiêu diệt toàn bộ bầy quỷ nhãn bi hùng, nếu như có thể trừ bỏ đám quỷ nhãn bi hùng kia chỗ tốt mang tới cho bọn họ không chỉ đơn giản là có thể ăn thịt như vậy thôi. Trên thực tế, từ lúc vừa mới bắt đầu bọn hứa như yên liền nói láo với hàn sâm, mục đích bọn họ tới, trên thực tế chính là hòn đảo này, hơn nữa bọn họ cũng là có mưu đồ mà tới. Chỉ là không nghĩ tới ở trên biển gặp chuyện ngoài ý muốn, chuyện này là thật, sau khi bọn họ lên trên đảo, bởi vì bị bầy quỷ nhãn bi hùng ăn lại, đồ vật muốn mưu đoạt cũng không thể tới tay. Bây giờ vậy mà hàn sâm lại có được năng lực thanh trừ hết bầy quỷ nhãn bi hùng, như vậy đối với hứa như yên mà nói đương nhiên là một chuyện cực kỳ tốt hứa như yên tin tưởng vững chắc sẽ có người tới cứu bọn họ chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn thì người của tập đoàn tinh vũ cũng sẽ tìm tới hòn đảo nhỏ này nếu như có thể thừa dịp trước khi người cứu viện tới lấy được món đồ kia đương nhiên là có lợi nhất với cô ta nếu không thì cô ta chỉ thuần túy là một kẻ thất bại đến lúc đó cho dù lấy được món đồ kia chỉ sợ là công lao cũng khó có thể rơi lên trên đầu cô ta rồi cho nên lúc này ánh mắt của hứa như yên nhìn về phía hàn sâm đã nóng hừng hực mặc dù cô ta không biết rốt cuộc là hàn sâm làm sao làm được những hành động kinh người này nhưng không hề nghi ngờ hàn sâm xuất hiện là vô cùng có lợi đối với cô ta hàn đội trưởng anh muốn giao dịch như thế nào hứa như yên nhìn hàn sâm liền xưng hô đều trực tiếp thay đổi thanh âm cũng lộ ra rất nhẹ nhàng chương hai trăm bảy mươi bảy giá thị trường vậy phải xem khẩu vị của hứa tỷ lớn cỡ nào rồi hàn sâm cười tùng tìm nói con quỷ nhãn bi hùng biến dị này cậu muốn bán thế nào hứa như yên là hạng người khôn khéo tự nhiên không chịu đơn giản bạo lộ mục đích của mình hứa như yên âm thầm tính toán trong nội tâm cô ta ra giá cao mua lại con quỷ nhãn bi hùng biến dị này cũng không có bất cứ vấn đề gì thậm chí có thể bỏ ra nhiều tiền hơn để cho hàn sâm đi săn thêm mấy con quỷ nhãn bi hùng biến dị nữa tổng cộng cũng chỉ hơn 10 con quỷ nhãn bi hùng biến dị chỉ cần hàn sâm đều giết hết rồi nếu chỉ còn lại một con quỷ nhãn bi hùng thần huyết uy hiếp đối với bọn họ sẽ ít đi rất nhiều dùng thực lực bây giờ của bọn họ không cần sợ hãi bầy quỷ nhãn bi hùng như vậy nữa, mục đích sẽ đạt được. Đáng tiếc là hứa như yên tính toán khôn khéo như thế nào đi nữa, cô ta cũng không ngờ là từ lúc bắt đầu hàn sâm đã định hung ác lấy của cô ta một món lớn, giá trị của con quỷ nhãn bi hùng biến dị này tôi không cần nói nhiều nữa, theo giá thị trường 100 triệu bán cho các cô đi. Hàn sâm cười híp mắt nói, lúc bọn hứa như yên nghe được ba chữ giá thị trường còn có chút cao hứng, dựa theo giá thị trường tới nói, thịt của sinh vật biến dị tối đa cũng chỉ là 200, 300 vạn, cho dù đắt hơn một chút thì cũng không hơn bao nhiêu tiền. Thế nhưng mà giá tiền mà Hàn Sâm nói ra kế tiếp lại khiến cho hứa như yên nghe xong cơ hồ muốn thổ huyết, lưu trí càng là há to miệng, nghĩ thầm, thịt cùng con sinh vật biến dị bán 100 triệu, đây đâu phải là giá thị trường. Hàn đội trường, cái giá tiền này của anh không khỏi cũng có chút quá cao đi, thịt cùng một con sinh vật biến dị hy hữu trên thị trường cũng chỉ là 200, 300 vạn mà thôi, cho dù tôi trả cho anh gấp 10 lần, cũng chỉ là 2.000, ba 000 vạn, anh ra giá 100 triệu có phải có chút quá mức hay không? Hứa nhiên nhíu mày nhìn hàn sâm nói. Hứa tổng nói không sai, giá thị trường ở bên ngoài xác thực là như thế, nhưng mà ở đây không giống, giá tiền tự nhiên cũng không giống, giá thị trường ở nơi này là 100 triệu một con, nếu cô cảm thấy đắt quá thì cũng không thành vấn đề gì, tôi giữ lại chính mình ăn là được rồi. Thần sắc của hàn sâm bất động, vẫn cười hiếp mắt nói, hàn đội trưởng, chúng ta đều là người gặp rủi ro, vốn nên hỗ trợ lẫn nhau, anh không biết là anh làm như vậy thì quá ích kỷ hay sao? Huống chi anh chính là đội trưởng của tổ hành động đặc biệt an toàn, bọn phó đội trưởng cùng anh đều là người một nhà, anh bán cho bọn họ cũng là một con 100 triệu sao, hứa như yên cũng không tức giận, mặt mày hơi chuyện đã có chủ ý. Nếu như Hàn Sâm nói là đúng, vậy thì sẽ làm nhiều người tức giận, nếu như nói không phải, như vậy mặc kệ là hắn bán cho hứa như yên, hay là bán cho phó Sơn Kỳ thật đều là giống nhau cả. Hứa như yên coi như mình không cần ăn thịt quỷ nhãn bi hùng. Chỉ cần Hàn Sâm có thể giải quyết những con quỷ nhãn bi hùng biến dị kia, mục đích của cô ta cũng sẽ đạt tới. Huống chi bây giờ cô ta còn là khách hàng của bọn Phó Sơn, nếu như Phó Sơn thật sự mua quỷ nhãn bi hùng biến dị, 89 phần 10 cũng sẽ chia cho cô ta một ít. Đương nhiên, tôi là người làm kinh doanh luôn luôn đối xử như nhau, công khai ghi giá, ai mua thì tôi cũng bán quỷ nhãn bi hùng cùng một giá tiền, Hàn Sâm vừa nói vừa liếc qua bọn Phó Sơn. Hơn nữa trước đó tôi đã mời qua bọn Phó đội trưởng hợp tác là chính bọn họ buông tha cho cơ hội hợp tác chuyện này cũng không trách tôi được lưu trí nghe hàn sâm nói như vậy mặt già lại đỏ lên lúc trước anh ta là người phản đối hợp tác với hàn sâm mạnh mẽ nhất cho rằng hàn sâm căn bản chính là một người điên không có khả năng san được quỷ nhãn bi hùng thế nhưng mà ai biết được hàn sâm vậy mà thật sự san được quỷ nhãn bi hùng trở về hơn nữa còn là một con quỷ nhãn bi hùng biến dị hứa như yên nghe hàn sâm nói như vậy trong lòng lại mừng thầm là mặt lạnh nhìn hàn sâm nói hàn đội trưởng anh không để ý đến tình nghĩa đồng bào như vậy, sẽ không sợ phạm vào nhiều người tức giận ư, có phải đã nói rõ anh căn bản không phải là người của tổ hành động đặc biệt an toàn. Kỳ thật ngay từ lúc Hàn Sâm trở về vừa rồi, bọn hứa như yên đã vây Hàn Sâm cùng quỷ nhãn bi hùng biến dị vào giữa, lúc này sắc mặt của hứa như yên lạnh xuống, mấy người thuộc hạ kia của hứa như yên cũng đều nhìn chăm chăm vào Hàn Sâm. Rõ ràng là hứa như yên muốn dùng vũ lực đè ép Hàn Sâm, nguyên bản cô ta còn có chút cố kỵ bọn phó Sơn, bây giờ hàn sâm lại một câu liền đắc tội với bọn phó sơn đều rồi nếu thật sự muốn bắt đầu động thủ có lẽ bọn phó sơn sẽ đứng ở bên phía cô ta dù sao thì nhân tính là như thế bây giờ bọn họ bị vây ở trên đảo đã một năm không người thấy mùi thịt bây giờ thật vất vả có một cơ hội như vậy bọn phó sơn lại bị hàn sâm khinh bỉ như thế nếu bây giờ hứa như yên liên hợp bọn họ cùng một chỗ đối phó với hàn sâm có lẽ bọn phó sơn cũng không từ chối hai trăm triệu vẻ mặt của hàn sâm lại bất động giống như căn bản là không nghe được hứa như yên uy hiếp đối với những người giang nhìn chằm chằm kia cũng hoàn toàn làm như không thấy chỉ là nhàn nhạt, nhạt báo ra một giá tiền mới so với vừa rồi đã tăng gấp đôi phó đội trưởng người này làm như thế căn bản không thể nào là người của tổ hành động đặc biệt an toàn không bằng chúng ta trước tiền bắt hắn lại hỏi cho rõ trước hứa như yên nói với phó sơn hứa như yên cho rằng phó sơn nhất định sẽ hợp tác với cô ta dù sao các thành viên trong tổ hành động đặc biệt an toàn như lưu trí lúc này cũng đã có chút tham lam nhìn thi thể của quỷ nhãn bi hùng biến dị hơn nữa bọn họ cũng không có bất kỳ hào cảm gì với hàn sâm thế nhưng mà vượt quá ý liệu của hứa như yên phó sơn lại lắc đầu nói tôi không biết cậu ta có phải là người của tổ hành động đặc biệt an toàn chúng tôi hay không nhưng cậu ta có phải hay không cũng không có quan hệ gì với chúng tôi cũng không cần hỏi cái gì cả nói xong phó sơn liền ra lệnh tất cả thành viên của tiểu phân đội cách lan lui sang một bên hiển nhiên không muốn tham dự chuyện giữa hứa như yên và hàn sâm Mặc dù bọn lưu trí rất nghi hoặc tại sao Phó Sơn lại có quyết định như vậy, nhưng bọn họ cực kỳ tín nhiệm đối với người đội trưởng Phó Sơn này, trong lòng mặc dù có nghi hoặc nhưng vẫn lui qua một bên. Sắc mặt của hứa như yên lập tức trở nên hơi khó coi, trong lúc nhất thời có chút hơi sợ, theo sự hiểu rõ của cô ta đối với Phó Sơn, người này tuyệt đối không phải là một người để ý tới loại tiểu tiết này, cho dù Phó Sơn không có ý thương hại tới Hàn Sâm, anh ta cũng sẽ đồng ý giành lấy thịt của quỷ. Nhãn bi hùng mới đúng chứ, Phó Sơn quyết định như thế, lại khiến cho hứa như yên không khỏi một lần nữa đánh giá lại hàn sâm có thể để cho phó sơn làm ra quyết định như vậy như vậy thì chỉ có một khả năng phó sơn không cho rằng bọn họ có thể đối phó với hàn sâm xem ra là hứa tổng không có thành ý làm ăn với tôi rồi hàn sâm nói xong muốn một lần nữa cõng thi thể con quỷ nhãn bi hùng biến dị kia lên anh muốn làm gì hứa như yên không dám đi ngăn cản hàn sâm nhưng lại vội vàng hỏi một câu ở đây đã không chào đón tôi tôi liền tự mình tìm một chỗ ở đi dù sao có con quỷ nhãn bi hùng biến dị này ăn dè chừng một chút tầm năm ba tháng có lẽ không thành vấn đề gì hàn sâm nói xong đã một lần nữa vác thi thể của quỷ nhãn bi hùng biến dị lên một trăm triệu thì một trăm triệu tôi mua con quỷ nhãn bi hùng biến dị này của anh hứa như yên cán Răng nói hứa như yên cần chính là hàn sâm đi san giết quỷ nhãn bi hùng nếu như hàn sâm thật sự trốn đi ăn trong mấy tháng đối với cô ta lại là cục diện bất lợi nhất một trăm triệu là giá cả lúc trước rồi bây giờ là hai trăm triệu chắc giá hàn sâm nhàn nhạt, nhạt, một câu lại khiến cho hứa như yên nghiến rằng nghiến lợi hận không thể lập tức giết hắn đi chương 278 mục đích thật sự 200 triệu thì 200 triệu nhưng mà tôi cũng không thể mang nhiều tiền như vậy đến thế giới tí hộ sở tôi có thể ghi phiếu nợ cho anh sau khi trở lại liên minh cam đoàn có thể trả lại chút tiền này tập đoàn tình vụ chúng tôi vẫn trả nổi lúc này hứa như yên lại không hề tức giận trong lòng cũng đã sinh ra sát cơ bây giờ mặc kệ cô ta ghi phiếu nợ bao nhiêu cho hàn sâm đều không thành vấn đề gì bởi vì đến lúc có người tìm đến cứu bọn họ, nhất định là người của tập đoàn Tinh Vũ, đến lúc đó tuyệt đối không thể để cho Hàn Sâm sống sót trở về, thật có lỗi, tôi chỉ thu tiền mặt. Hàn Sâm lại một tiếng từ chối hứa Như Yên, nhưng ánh mắt lại đảo quanh trên người bọn Hứa Như Yên, nhưng mà, các cô cũng có thể dùng thú hồn thay tiền mặt, tôi cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Hàn Sâm đương nhiên là biết rõ trên người bọn Hứa Như Yên không có khả năng mang tiền, từ lúc mới bắt đầu hắn đã muốn thú hồn của bọn Hứa Như Yên, anh muốn đổi như thế nào? sắt cơ trong đáy lòng hứa như yên càng đậm. Giá thị trường của thú hồn thần huyết một cái cũng là một trăm, hai trăm triệu. vậy thì một cái thú hồn đổi một con quỷ nhãn bi hùng đi. hàn sông nhìn hứa như yên nói, xem ra là hàn đội trưởng thật sự không có ý định làm kinh doanh với chúng tôi. hứa như yên lập tức có chút thẹn quá hóa giận. cô ta làm sao có thể đem thú hồn thần huyết đi đổi con quỷ nhãn bi hùng kia? làm kinh doanh tự nhiên là giao giá trên trời trả tiền ngay tại chỗ. hứa tổng cảm thấy giá cao, không ngại ra một cái giá tới nghe thử một chút xem. Hàn Sâm cười hết mắt nói. Năm thú hồn nguyên thủy đổi con quỷ nhãn bi hùng biến dị kia, hứa như yên nói ra, năm thú hồn biến dị còn tạm được, Hàn Sâm nháy mắt nói ra. Trải qua một phen cò kè mặc cả, cuối cùng hứa như yên dùng một cái thú hồn biến dị đổi lấy con quỷ nhãn bi hùng biến dị của Hàn Sâm, giá tiền này vẫn khiến cho Hàn Sâm rất hài lòng. Mặc dù cùng là cấp biến dị, nhưng mà thú hồn đắt hơn gấp 10 lần so với thịt, ở nơi khác là vạn lần không thể có được chuyện tốt như vậy, về phần thú hồn thần huyết, dùng mông nghĩ cũng biết hứa như yên tuyệt đối không có khả năng cho hắn hàn sâm từ trong ba cái thú hồn biến dị của hứa như yên chọn ra một cái thú hồn biến dị tọa kỵ cái thú hồn này đáng tiền nhất thú hồn biến dị thì hàn sâm không cần lúc trở về có thể bán ra đương nhiên phải chọn thứ đáng giá nhất hợp tác vui vẻ hàn sâm thu lại thú hồn lộ ra một nụ cười sán lạn với hứa như yên liền tự mình đi ra ngoài hang động hắn đương nhiên không có khả năng sống chung với những người này ở trong hang động được hứa nhị yên không nhịn được đi đến trước và phó sơn hỏi phó đội trưởng chẳng lẽ anh chỉ đứng nhìn hắn tùy ý làm bậy ở chỗ này hay sao thật ra cũng không phải là hứa nhị yên đến hương sư vấn tội cô ta chỉ muốn một đáp án tại sao vừa rồi phó sơn phải lùi bước cô nhìn kỹ thi thể con quỷ nhãn bi hùng biến dị kia đi phó sơn chỉ bình tĩnh nói một câu hứa nhị yên nhíu mày lướt qua phó sơn sau đó đi về phía thi thể con quỷ nhãn bi hùng biến dị kia mấy người bọn lưu trí cũng đi tới gần bọn họ cũng rất muốn biết rốt cuộc ý của phó sơn là gì mấy người bọn hứa như yên nhìn thi thể của con quỷ nhãn bi hùng biến dị kia sắc mặt rất nhanh đã thay đổi nguyên bản bọn họ thấy trên thi thể của quỷ nhãn bi hùng có rất nhiều vết máu còn tưởng rằng nhất định đã trải qua chiến đấu kịch liệt nhưng mà bây giờ nhìn kỹ mới phát hiện ra vết máu trên thi thể quỷ nhãn bi hùng nguyên lai đều từ trong một vết thương chảy ra ngoài quỷ nhãn bi hùng chỉ có cổ họng bị cắt ra một cái lỗ lớn những chỗ khác hoàn toàn không có chút tổn thương nào rõ ràng có thể đoán được con quỷ nhãn bi hùng này là bị một đau chí mạng căn bản không trải qua bất kỳ kháng cự hay dãy rộn nào trong mắt bọn hứa như yên đều lộ ra vẻ khiếp sợ có thể sạch sẽ lưu loát một đau cắt giết hầu giết chết quỷ nhãn bi hùng biến dị như vậy thực lực quả thật khiến người ta cảm thấy kinh hãi đơn thương độc mã xâm nhập vào khu vực quỷ nhãn bi hùng ở một đau chém giết quỷ nhãn bi hùng biến dị còn có thể không bị thương chút nào mang theo thi thể trở về người như vậy cho dù chúng ta có nhiều người hơn nữa nếu quả thật muốn đối địch với hắn cũng sẽ phải trả một cái giá lớn đau đớn thê thảm. Phó Sơn bình tĩnh nói. Phó Sơn không biết Hàn Sâm có phải là người của tổ hành động đặc biệt an toàn hay không. Cho dù là không phải, y cũng không muốn đối địch với người như vậy. Nếu như phải, vậy thì càng không thể động tới Hàn Sâm. Dù sao đều là người của tổ hành động đặc biệt an toàn, nói cho cùng cũng là người một nhà. Hứa Nhiên không nói gì, chỉ là mặt trở nên vô cùng phức tạp. Đúng như Phó Sơn nói, người có thể làm được tất cả những chuyện này thật sự rất đáng sợ. Bình thường thì quỷ nhãn bi hùng biến dị sẽ không rời khỏi quỷ nhãn bi hùng thần huyết quá xa, hơn nữa tốc độ cùng lực lượng đáng sợ kia, hứa nhị yên thật sự không nghĩ ra, hàn sâm làm sao làm được, bây giờ suy nghĩ kiếm một chút, hàn sâm này xác thực khiến cho cho lòng người lạnh ngắt. Mạnh mẽ hơn nữa thì thế nào, còn không phải cũng bị vây ở trên hòn đảo này sao, chờ sau khi cứu viện đến, sợ là hắn bay lên trời cũng không thoát được, trong lòng hứa nhị yên âm thầm này sinh ác độc. Sau khi hàn sâm đi ra ngoài hang động, bay thẳng lên một ngọn núi tương đối cao đứng ở trên ngọn núi lặng lẽ đánh giá hòn đảo này hôm nay bắt bí hứa như yên như vậy lại để cho hàn sâm cảm thấy có gì đó là lạ biểu hiện của hứa như yên khiến cho hắn nhận ra mấy thứ gì đó hàn sâm đưa ra giá cả cao như vậy cũng là thử chút tâm tư mà một ít phản ứng cùng chi tiết của hứa như yên lại để cho hàn sâm càng thêm xác định bên trên hòn đảo này nhất định có vấn đề hàn sâm không tin loại người như hứa như yên sẽ vì dục vọng ăn uống mà trả một cái giá lớn như vậy ẩn nhẫn nhường nhịn như thế rất có thể mục đích của bọn hứa như yên chính là hòn đảo này mưu đồ của cô ta chắc chắn là có quan hệ với những con quỷ nhãn bi hùng này nếu không thì cô ta đã không để ý tới đám quỷ nhãn bi hùng như vậy hàn sâm càng nghĩ càng thấy không hề sai hắn am hiểu nhất chính là nắm chắc nhân tâm hứa như yên biểu hiện ra một ít chi tiết che giấu đã có thể để cho hàn sâm nhìn ra rất nhiều thứ nhìn kỹ khu vực quỷ nhãn bi hùng ở một chút nhưng mà cũng không nhìn ra chỗ đặc biệt gì trước khi hàn sâm đi san giết quỷ nhãn bi hùng đã nhìn chỗ đó rất rõ ràng chỗ đó cũng chỉ có một đám quỷ nhãn bi hùng mà thôi toàn bộ trong đàn cũng chỉ có một con thần huyết nếu như nói hứa như yên vì san giết quỷ nhãn bi hùng thần huyết mà đến vậy căn bản là chuyện không thể nào vì một sinh vật thần huyết hoàn toàn không cần phải bạo hiểm lớn như vậy huống chi chỉ vì một sinh vật thần huyết cũng không thể bỏ ra giá tiền rất lớn mời toàn bộ tiểu phân đội cách lan được chuyện này thực sự là quá xa xỉ hơn nữa từ chuyện bọn họ hoàn toàn không có cách nào đối phó với bảy quỷ nhãn bi hùng cũng có thể nhìn ra bọn họ căn bản không có chuẩn bị để đối phó với quỷ nhãn bi hùng nếu không dùng thực lực của tiểu phân đội cách lan chỉ cần có chuẩn bị đầy đủ có công cụ tương ứng có thể sử dụng ở loại địa hình này san giết quỷ nhãn bi hùng thần huyết cũng không phải là chuyện không thể nếu như không phải là vì quỷ nhãn bi hùng nhưng mà lại có liên quan với quỷ nhãn bi hùng hàn sâm vút mũi âm thầm suy nghĩ đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì con mắt trở nên sáng ngời chẳng lẽ là vì cái kia hàn sâm mạnh mẽ vỗ cánh bay lên bầu trời ở trên trời nhìn xuống khu vực quỷ nhãn bi hùng ở, sau đó lại bay cao hơn một chút, bao quát toàn bộ hòn đảo, càng xem càng cảm thấy mình nghĩ không hề sai. Toàn bộ hòn đảo có dãy núi tầng tầng lớp lớp, nếu như từ bên trên nhìn xuống, giống như là một đóa hoa to lớn, từ ngọn núi giống như là từng cánh hoa, khu vực quỷ nhãn bi hùng ở, chính là trung tâm của cả đóa hoa, chương 279, sao huyệt của dị sinh vật thì ra là thế thì ra là thế. Hàn Sâm nhìn thấy núi kỳ dị này, trong lòng đã mừng rỡ như điên, nếu như nói bên trong thế giới thần chi tí hộ sở, có chỗ nào nhất định có thể lấy được thú hồn, ngoại trừ thần vực đào, vậy chỉ còn xào huyệt của dị sinh vật mà thôi. Dị sinh vật bên trong thần chi tí hộ sở cơ hồ là giết không hết, mặc dù là cùng một khu vực, sau khi dị sinh vật bị giết hết, không bao lâu sau sẽ một lần nữa xuất hiện dị sinh vật mới. Nhân loại đối với chuyện này cũng đã làm rất nhiều nghiên cứu cùng tham dò, cuối cùng cho ra kết luận là tuyệt đại bộ phận dị sinh vật cũng không phải tới từ bản thân chúng sinh sôi này nở, mà là tới từ nơi được loài người gọi là xào huyệt của dị sinh vật. Những xảo huyệt của dị sinh vật này bình thường đều được giấu ở mấy ngàn mét thậm chí hơn vạn mét ở sâu trong lòng đất, thường cách một đoạn thời gian sẽ có số lớn dị sinh vật được thai ngén ra từ trong xảo huyệt. Đến hiện nay nhân loại vẫn không rõ dị sinh vật do xào huyệt dị sinh vật dựng dục ra, rốt cuộc là được đưa đến tất cả các địa phương ở tí hộ sở như thế nào. Mặc dù nhân loại ngẫu nhiên tìm được một ít xảo huyệt của dị sinh vật không biết nguyên nhân gì lại bạo lộ ở trên mặt đất, sau khi tiến vào bên trong tham dò thì phát hiện ra ở trong từng xào huyệt dị sinh vật này đều có một quả trứng dị sinh vật vô cùng cổ quái chỉ cần đánh nát quả trứng dị sinh vật này thì nhất định có thể đạt được thú hồn bản thân quả trứng dị sinh vật này không có tính nguy hiểm gì nhưng ở bên trong xào huyệt của dị sinh vật sẽ có rất nhiều dị sinh vật muốn đi tới chỗ sầu nhất của xào huyệt đánh nát quả trứng dị sinh vật cũng không phải là chuyện dễ dàng nếu như vận may tốt xào huyệt dị sinh vật có thể chỉ có một ít sinh vật bình thường hoặc là sinh vật nguyên thủy vậy thì vô cùng dễ dàng đi đến vị trí chứng dị sinh vật. Nhưng nếu vận may không tốt, sao huyệt của dị sinh vật sẽ có sinh vật thần huyết, vậy cũng chỉ có thể bằng vào thực lực mới xông vào được. Đối với người có thực lực đủ mạnh, có năng lực chém giết sinh vật thần huyết, đây cũng không phải là chuyện gì xấu, trái lại là một chuyện tốt, còn có thể giết thêm một con sinh vật thần huyết. Chỉ có điều sao huyệt của dị sinh vật cực hiếm xuất hiện ở bên ngoài, người có thể gặp phải cực nhỏ, đặc thù chủ yếu nhất của nó chính là hình thế núi dạng cánh hoa, được gọi là hoa sen sinh mạng, Lối vào xảo huyệt của dị sinh vật ngay ở vị trí nhị hoa ở trung tâm thế núi hình cánh hoa, nhưng căn cứ tư liệu bên trên internet từng nói, dị sinh vật ở trong xảo huyệt của dị sinh vật không trực tiếp từ hoa sen sinh mạng đi ra, chúng có hình thức ra vào vô cùng đặc biệt, nhân loại đến nay cũng chưa làm rõ. Ràng được dị sinh vật trong xảo huyệt đi đến các nơi ở tí hộ sở bằng cách nào, nhưng mà bây giờ lối vào xảo huyệt của dị sinh vật lại bị một đám quỷ nhãn bi hùng chiếm cứ, bọn hứa nhiên không ngờ rằng loại tình huống này lại phát sinh mới có thể không có cách nào tiến vào xào huyệt của dị sinh vật. Kỳ thật Hàn Sâm nghĩ vẫn còn có chút quá đơn giản, theo bọn hứa như Yên đã chuẩn bị, nếu như không phải ở trên biển gặp phải sinh vật thần huyết kinh khủng tập kích, khiến cho bọn họ gặp phải tổn thất rất lớn, cũng sẽ không đến nỗi không làm gì được đám quỷ nhãn bi hùng này. Mấy người đã không vào được, tôi liền không khách khí nữa, Hàn Sâm vui mừng, âm thầm tính toán phải như thế nào mới có thể tiến vào trong xào huyệt của dị sinh vật. Nguyên bản hắn có ý định săn một ít quỷ nhãn bi hùng trở về, từ chỗ hứa như yên kiếm lấy chút ít thú hồn biến dị nếu bây giờ đã biết nơi này là xào huyệt của dị sinh vật hắn như thế nào lại đi săn giết những con quỷ nhãn bi hùng đó không hề nghi ngờ bọn quỷ nhãn bi hùng này chính là chó giữ cửa tốt nhất có chúng thủ ở chỗ này bọn hứa như yên căn bản không vào được xào huyệt của dị sinh vật hàn sâm sẽ có thể an tâm ở bên trong tìm kiếm chứng dị sinh vật hứa như yên khá lắm cô ta hào phóng đổi thú hồn biến dị lấy quỷ nhãn bi hùng biến dị như vậy chính là để cho mình giết thêm chút ít quỷ nhãn bi hùng biến dị sau đó bọn họ sẽ có năng lực tiến vào trong xào huyệt của dị sinh vật hàn sâm âm thầm cười lạnh mặc dù cô tính toán rất hay nhưng đáng tiếc tôi đã biết nơi này chính là xào huyệt của dị sinh vật há có thể để cho các cô đắc thủ phi thân rơi xuống đỉnh núi hàn sâm lặng lẽ hướng về vị trí trung tâm thế núi hình hoa sen kín đáo đi tới hôm nay hắn đã đi qua một lần bằng năng lực của hắn muốn tránh thoát khỏi tay mắt của đám quỷ nhãn bi hùng kia tiến vào xào huyệt của dị sinh vật cũng không khó về phần cái con quỷ nhãn bi hùng thần huyết kia hàn sâm chuẩn bị sau khi đánh nát trứng dị sinh vật sẽ trở về chém giết nó những con quỷ nhãn bi hùng này rõ ràng không phải là dị sinh vật ở trong xào huyệt dị sinh vật chúng chiếm cứ chỗ này chỉ là một sự trùng hợp cũng không phải là thật sự đang dự lối vào xào huyệt của dị sinh vật còn quỷ nhãn bi hùng thần huyết kia cũng không phải cố ý một mực trông coi ở gần cửa vào hàn sâm lợi dụng năng lực của biến sắc thú thần huyết liền dần dần lặng lẽ đi tới cửa vào một mực hướng tới lối hơn một giờ sau đã thuận lợi đi tới lối vào Cùng tư liệu trên Internet miêu tả không sai biệt lắm, đó là một cái hang đá giống như là một cái giếng cổ thẳng tắp, bốn phía đều là đá đen bóng loáng tỏa sáng, cửa vào chỉ cho phép một người trưởng thành đi qua. Hàn sâm không chút do dự, trực tiếp chui vào, sau khi rơi xuống khoảng 3 đến 4 mét cũng đã đụng phải mặt đất, trước mặt xuất hiện một đường hầm uốn lượn, quanh co đi thông xuống mặt đất. Trong đường hầm đều là những tảng đã đen nhánh, chỉ là ở trong viên đá đen nhánh, xen lẫn rất nhiều tinh thể màu xanh biếc bất quy tắc, khiến cho trong đường hầm nhỏ hẹp có ánh sáng màu lục âm u, phạt nhìn vô cùng khủng bố. Nhưng mà dù khủng bố như thế nào, cũng tốt hơn nhiều so với không có ánh sáng. Những tinh thể màu xanh lá bất quy tắc này được loài người đặt tên là dị tinh thể. ở trong xảo huyệt dị sinh vật có thể tùy ý thấy được. đối với con người cũng không có nguy hại gì, nhưng cũng không có ích lợi gì. Hàn Sâm không dám kinh thường, triệu hoán ra áo giáp u linh tinh nghĩ thần huyết bao phủ toàn thân mình ở trong đó, ở trong đường hầm nhỏ hẹp cẩn thận đi về phía trước thâm nhập vào trong lòng đất. Căn cứ tư liệu bên trên Internet từng nói, một đoạn đường hầm này dài chừng hơn vạn mét, đại khái thâm nhập vào lòng đất khoảng 3, 4 ngàn mét, đoạn đường này bình thường đều không có dị sinh vật tồn tại. Hàn Sâm đối với tư liệu bên trên Internet không dám tin hết, vẫn cẩn thận đề phòng từng ly từng tí đi xuống dưới, nhưng lúc này tư liệu bên trên Internet xác thực là vô cùng chuẩn xác, trên đường Hàn Sâm đi tới, liên bóng dáng của dị sinh vật đều không nhìn thấy. Cho đến lúc phía trước không còn đường nữa, đường hầm bị vách tường tinh thể màu xanh biếc hoàn toàn phong kín hàn sâm biết mình đã đến nơi rồi căn cứ tư liệu bên trên internet từng nói chỉ cần đánh vỡ vách tường bằng tinh thể này bên trong chính là xào huyệt chân chính của dị sinh vật rồi nhưng nếu phá vách tường bằng tinh thể này bên trong nếu có dị sinh vật sẽ ngay lập tức phát động công kích lúc này nếu muốn chạy trốn những dị sinh vật đó cũng sẽ không ngoan ngoãn ở bên trong nữa chúng sẽ đuổi theo không bỏ giết cho bằng được vách tường bằng tinh thể này vẫn còn hoàn hảo cũng để cho Hàn Sâm càng thêm xác định, đám quỷ nhãn bi hùng bên ngoài kia không phải là dị sinh vật ở trong xào huyệt này đi ra, chỉ là ngẫu nhiên chạy tới mặt thôi. Hàn Sâm ghé sát vào vách tường bằng tinh thể, muốn xuyên thấu qua vách tường bằng tinh thể này nhìn xem bên trong có dị sinh vật hay không, nhưng đáng tiếc dị tinh thể mặc dù có màu xanh biếc, nhưng cũng không phải hoàn toàn trong suốt, bên trong ánh sáng màu lục là một mảnh hỗn độn, hoàn toàn không thấy rõ bên kia vách tường bằng. Tinh thể là cái gì, người cũng đã đến nơi này, Hàn Sâm đương nhiên không có khả năng tay không mà về, lấy kiếm của thánh chiến thiên sứ từ bên trong bao đồ ra cầm ở trong tay, hít sâu một hơi, hung hăng bổ một kiếm lên vách tường bằng dị tinh thể kia, trước 280, bạch ngọc khâu lâu bành. Dị tinh thể cũng không chắc chắn, hơn nữa cũng chỉ dày cỡ 23cm, bị Hàn Sâm bổ xuống một kiếm như vậy, lập tức đã bị bổ ra một cái một cái khe lớn cao hơn người rộng hơn một mét. Hàn Sâm cảnh giác nắm kiếm của thánh chiến thiên sứ nhìn vào bên trong cái khe, cảnh tượng đập vào mắt lại khiến cho hắn hơi ngây ngốc một chút, rung động không có cách nào hình dung, quả thực giống như là một thành phố cực lớn dưới đất được bao phủ bởi ánh sáng màu lục, không gian dưới mặt đất lớn lếp nhìn không thấy bờ. Trên đỉnh khắp nơi đều là dị tinh thể lóe ra ánh sáng màu lục, cơ hồ giống như là tinh không màu xanh biếc. Từng tòa kiến trúc đá đen cổ quái răng khắp nơi, phức tạp giống như mê cung, không có bất kỳ dấu vết của nhân công điều khác nào, giống như là một tổ ong được loài ong dùng vật liệu của bản thân kiến tạo ra, chỉ có điều ở đây lại là những kiến trúc màu đen quỷ dị nguyên một đám lớn nhỏ không đều lại giống như theo một quy luật nào đó bên trong thô dã mang theo vẻ đẹp khác thường hàn sâm biết rõ những kiến trúc này chính là xào huyệt của dị sinh vật trong truyền thuyết trong từng xào huyệt đều có thể có dị sinh vật nếu tiếp cận những xào phòng đó vì dị sinh vật bên trong phát hiện dị sinh vật bên trong sẽ không thước do dự lao tới giết chết nhân loại xâm lấn hàn sâm liếc mắt nhìn qua ở đây không biết có mấy ngàn mấy vạn cái tổ lớn nhỏ không đều có cái tổ chỉ lớn bằng bàn tay, có cái lớn cỡ cái cung điện, từng cái tổ kết nối ở cùng một chỗ, phạt nhìn cổ quái nhưng hình như nó vốn phải là như vậy. Thiên linh linh địa linh linh, thái thượng lão quân như lai Phật tổ phù hộ hiển linh, tốt nhất không nên có quá nhiều dị sinh vật, tùy tiện đến mấy con sinh vật nguyên thủy chơi một chút là được rồi, hàn sâm vừa thận trọng đi lên phía trước, vừa thầm cầu nguyện ở trong lòng. Mặc dù phía trên những tổ phòng này cũng có không ít không gian, nhưng hàn sâm cũng không có ý định bay qua, bay ở phía trên, tất cả dị sinh vật đều có thể nhìn thấy hắn rõ ràng, chỉ sợ là cả một đám phóng tới hắn, không gian nơi này cũng không phải là cao vô hạn, trên không cũng chỉ cao khoảng 20, 30 mét mà thôi, một chút dị sinh vật mạnh mẽ nhảy lên là có thể đụng tới trần đá, bay cũng không có ý nghĩa gì lớn, cẩn thận từng ly từng tí đi qua một cái tổ phòng, con mắt của hàn sâm nhìn trong chọc vào cái tổ kia, nếu có bất kỳ khác thường gì, hắn sẽ lui về trước. Cho dù dị sinh vật thực sự từ bên trong lao tới, vậy cũng là giết trước rồi nói sao, chỉ là cái tổ này lại không có một chút phản ứng nào cho đến tận lúc hàn sâm đi qua cũng không có động tĩnh gì để cho hàn sâm hơi thở phào ra một hơi nhưng mà đây chỉ là mới bắt đầu nguyên một đám tổ phòng màu đen giống như nguyên một đám bom hẹn giờ lớn nhỏ hàn sâm cũng không biết cái tổ nào lúc nào sẽ đột nhiên nổ tung từ bên trong lao ra một con dị sinh vật hàn sâm đi hãi hùng khiếp vía nhưng cũng không biết là vận may của hắn tốt hay là lời cầu nguyện vừa rồi có tác dụng chư thiên thần phật đang phù hộ hắn hắn đi đã nửa ngày kết quả không dưới ngàn cái tổ, lại không có một cái tổ nào có dị sinh vật lao ra. Cái sao huyệt của dị sinh vật này không phải là trống không đấy chứ, dị sinh vật ở bên trong đều đã đi ra hết rồi, trong lòng hàn sâm âm thầm kỳ quái. Không phải chứ, trên tư liệu đã nói, trừ phi chứng dị sinh vật bị phá hủy, nếu không xào huyệt sẽ không ngừng dựng dục ra dị sinh vật. Cái xào huyệt này vẫn còn phong kín, có lẽ là vẫn chưa từng có ai tới, chứng dị sinh vật khẳng định là vẫn còn, làm sao lại không có dị sinh vật. Không dám kinh thường, Lúc Hàn Sâm ở trong Ngọc Long Sơn Mạch đã nếm qua một lần thiệt thòi, mặc dù lúc này thoạt nhìn vô cùng thuận lợi, nhưng mà Hàn Sâm vẫn bảo trì lòng cảnh giác vốn có tiếp tục đi lên phía trước. Mỗi khi đi qua một cái tổ, mặc kệ là lớn hay nhỏ, Hàn Sâm đều sẽ vô cùng cẩn thận nhìn chăm chăm vào cái tổ, để tránh bên trong đột nhiên lao ra một con dị sinh vật giết trở tay không kịp. Thế nhưng mà trên đường Hàn Sâm đi tới, thấy không dưới hơn vạn cái tổ, thậm chí ngay cả một con dị sinh vật đều không có, giống như đây thật sự là một cái tổ trống vậy thật sự là kỳ quái. Trên Internet đã nói, trước kia phát hiện những xào huyệt của dị sinh vật đó, kiểu gì cũng gặp được một ít dị sinh vật, ít cũng có trên trăm con, hơn mấy ngàn hơn vạn con cũng có thể, như thế nào ở đây ngay cả một con cũng không thấy đâu, trong lòng Hàn Sâm âm thầm phiền muộn. Đột nhiên, Hàn Sâm nghe được một tiếng vang răng rắc nhỏ, trong lòng lập tức hơi run rẩy ánh mắt vội vàng nhìn tới chỗ phát ra âm thanh. Chỉ thấy khoảng hơn 10 mét bên ngoài có một cái tổ đại khái cao khoảng 3 mét, hiện ra hình nửa vòng tròn giống như một phần mộ, lúc này bên trên cái tổ kia đã nứt ra vài đường vân, hơn nữa vết sạn còn đang không ngừng kéo dài ra phía ngoài, rốt cuộc đã tới. Hàn Sâm cũng không hoảng hốt, lui về phía sau hơn 10 mét, tìm một vị trí có không gian tương đối lớn, ánh mắt vẫn không rời khỏi cái tổ giống như phần mộ kia, vết dạn bên trên tổ càng lúc càng lớn, từng vết răng khắp nơi, rất nhanh đã không còn hình dáng gì nữa, bành. Cái tổ kia giống như là bị cái gì đó xé ra, trực tiếp chia năm xẻ bảy. Chỉ thấy một thân ảnh từ bên trong cái tổ nghiền nát kia đi ra, dị sinh vật hình người, sau khi Hàn Sâm nhìn rõ ràng thân ảnh kia, trong lòng lập tức hơi run sợ, nắm chắc kiếm thánh chiến thiên dưới trong tay. Bình thường thì đẳng cấp của dị sinh vật hình người cũng không thấp, khả năng rất cao là sinh vật thần huyết, Hàn Sâm đương nhiên không dám xem thường. Con dị sinh vật kia là một bộ khô lô toàn thân như là bạch ngọc, chỉ là ở giữa các đốt xương vậy mà cũng sinh trưởng ra xương giống như bạch ngọc tương liên, cũng không phải giống như khô lâu bình thường có rất nhiều khe hở, giữa các đốt xương của khô lâu này hoàn toàn không có khe hở, nhưng nhìn lại hoàn toàn không có cảm giác cồng kềnh đi đường cơ hồ giống như người bình thường thoạt nhìn vô cùng nhẹ nhàng trên người của bạch ngọc khô lâu có rất nhiều hoa văn màu đen cổ quái mà ở trong hai tay của nó thình lình có một đôi dao găm xương màu đen tuyền giống nhau thoạt nhìn hết sức yêu dị bảo cụ hàn sâm cả kinh con dị sinh vật hình người này lại dựng dục ra bảo cụ hơn nữa còn là một đôi quả thật là quá kinh người rồi hốc mắt của khô lâu đang nhìn tới hàn sâm bên trong cũng không phải là trống không mà là có thêm một đôi con ngươi như là bạch cốt, thuần trắng không chút đen nào, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, sau đó từng bước từng bước đi tới chỗ Hàn Sâm. Vài bước đầu còn đi rất chậm, nhưng mà bước chân của nó lại càng lúc càng nhanh, trong vòng vài chục bước đã chạy nhanh như điện, giống như gió vọt tới trước mặt Hàn Sâm, cốt đao màu đen quỷ dị trong tay đâm về cổ họng Hàn Sâm, thủ pháp vừa nhanh vừa độc, chỉ thấy sáng ngời một cái đã đến trước mặt Hàn Sâm. Lúc này Hàn Sâm đã có thể xác định, khô lâu quỷ dị này tuyệt đối là sinh vật thần huyết, nhưng trong lòng hắn lại không sợ hãi, kiếm của thánh chiến thiên sứ trong tay khẽ động, liền trực tiếp bổ về phía cốt đao mà khô lâu kia đang đâm tới. Cốt đao ngắn nhỏ, dưới một kiếm này của hàn sâm, cho dù không thể chặt đứt cốt đao, cũng sẽ có thể đánh bay ra ngoài. Thế nhưng mà mắt thấy kiếm của thánh chiến thiên sứ sắp đánh trúng cốt đao kia, thân hình của khô lâu kia lại quỷ dị uốn éo, cốt đao sắp đụng tới kiếm của thánh chiến thiên sứ lại bị nó thu về. Mà cốt đao trong tay kia của nó lại không biết như thế nào đã đâm tới mi tâm của Hàn Sâm, Hàn khí trên mũi cốt đao cơ hổ muốn xuyên thấu qua áo giáp đâm vào trong da thịt của Hàn Sâm. Nhớ like, để lại bình luận và đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.